giang hồ một thời và thảm cảnh khi về già luật nhân quả luôn tồn tại trong thế giới này nhưng nó diễn tiến rất chậm nhiều năm nhiều chục năm thậm chí nhiều kiếp sau quả báo mới đến điều đó khiến nhiều người không tin rằng nhân quả là sự thật xong đôi khi có những sự báo ứng nhãn tiền diễn ra nhanh chóng trước mắt ta giống như một lời tuyên bố hùng hồn dù muốn tin hay không luật nhân quả vẫn luôn tồn tại. Nhà ông Năm Rô ở đường Võ Duy Ninh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình. Nhắc đến nhà ông là người ta thấy ngay được sự báo ứng nhanh chóng của luật nhân quả. Trước kia khi còn trẻ, ông Năm là một tay xã hội đen cộm cán, chuyên bảo kê đầm thuê chém mướn, không việc ác nào mà ông không làm, vợ của ông dựa hơi chồng cũng hóng hách vô cùng, gặp ai cũng chửi bới người ta bằng những từ ngữ khó nghe. Do gia đình ông quá dữ dằn nên ai ai cũng khiếp sợ và không dám tiếp xúc để tránh phiền phức. Được nước, ông càng lớn lướt không xem ai ra gì. Hai ông bà sinh được sáu người con. Cuộc sống cứ thế dần trôi. Những đứa con của ông cũng lớn lên và lập gia đình Đứa con trai thứ hai lấy vợ và sinh được một thằng cháu trai đích tôn. Quả thật, nhờ phúc phần nào đó còn sót lại, nên nhà ông mới sinh được cháu đích tôn nói giỏi tông đường. Nhưng có phúc mà không biết bồi bổ vùng đắp, cũng như cây không tưới nước, thì cây sẽ dần dần khô héo và chết. Gia đình ông Năm cũng vậy. Liên tiếp những tai ương bắt đầu dán xuống dồn dập vào gia đình ông sau những năm tháng làm đủ chuyện xấu ác. Anh con trai cả bị ung thư Khi bệnh ở giai đoạn cuối Anh cùng bạn bè ngồi nhậu cho khoai khỏa Bà mẹ thấy vậy Thì ra chửi như tắt nước vào mặt Không hiểu tại sao Tự dưng anh ọc máu tươi Chết ngay tại chỗ Con trai thứ hai và con dâu của ông trở chứng Theo rủ rê của đám bạn Nên bị nghiện xì ke ma túy Tiền bạc kiếm được bao nhiêu Đều đốt hết dân nàng tiên nâu cho đến một ngày cả hai đều phát hiện mình bị dướng phải căn bệnh thế kỷ HIV. Bị căn bệnh dày vò mấy năm rồi cả hai đều phải chết khi tuổi còn xuân. Đứa cháu đích tôn cũng không thoát khỏi nghiệp báo. Cũng nghiện, cũng HIV giống như ba mẹ của nó và chết khi tuổi còn quá trẻ. Còn anh con trai thứ ba cũng có bệnh trong người, làm việc nặng không được phải sống bám vào vợ. Cô con gái út thì mắc bệnh thế kỷ HIV nên chết. Cô có đứa con trai thì mắc chứng bệnh giống bệnh đau. Ngoài ra ông bà còn có hai đứa cháu ngoại sau này đều phải sang Campuchia làm gái. Về phần hai ông bà, hiện khoảng 70 tuổi, giờ sống cảnh già cô quạnh, cuộc sống nghèo túng, chứng kiến con cháu kẻ chết người sống, gia đình ly tán Chẳng đứa nào sống chung chăm sóc Lòng dạ tan nát Những căn bệnh bắt đầu kéo nhau tới Dày vò đêm ngày Làm thân thể ông bà ngày càng héo hắt Cả hai ông bà đều bị bệnh tiểu đường Riêng bà thêm bệnh khớp và đau cột sống Ngày trước bà phên mặt chửi người ta bao nhiêu Giờ thì lưng còng đầu khum xuống gần đụng đầu gối Đáng ra khi tuổi về già thì có con cháu nương tựa. Giờ hai vợ chồng già chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Những người xung quanh ai thấy cũng đều cho đây là quả báo. Câu chuyện được họ đem ra làm đầu đề mỗi khi bàn về nhân quả. Đừng nghĩ cuộc đời sẽ mãi bằng phẳng, để rồi đến khi nghiệp xấu tới, có hối cũng không kịp. Có thể bạn sẽ thắc mắc, ông bà Năm tự làm tự chịu sao tay quả lại đổ xuống đầu con cháu? Thực ra, toàn cảnh bức tranh quả báo rất lớn, những gì ta thấy ở hiện tại chỉ là một phần nhỏ. Trước mắt, do nghiệp báo của ông bà chiêu cảm khiến những đứa con có sẵn nghiệp xấu sinh vào làm con cháu họ, chứ không phải tại ông bà Năm mà chúng phải gánh nghiệp. Việc chứng kiến con cháu ly tán, kẻ chết người sống và những bệnh tật tuổi già mới chỉ là qua báo. Còn quả báo chính thức cực kỳ khủng khiếp. Thật ra đang chờ họ ở bên kia thế giới trong ba ác đạo. Địa ngục, quỷ đói, súc sinh và ở nhiều kiếp sau nữa. Người cha ngoại giáo Tại Sisto có gia đình qua kiều nọ, người vợ và hai con gái đều theo Phật giáo, là đệ tử Ngài Tuyên Quá. Nhưng ông chồng, gần 70 tuổi, lại là con chiên ngoan của Chúa. Mỗi bên tự quy đạo của mình nên khó thể dung hòa. Số là người chồng trước ở Đài Loan do làm ăn thất bại, công ty bị phá sản, không thể bồi hoàn số nợ bạn bè đã hùng vốn nên ông phải đem toàn gia qua hương cảng. Nào ngờ một năm sau lại chạm trán chủ nợ tại đây. Mặc dù lúc ấy bọn họ không đòi nợ, song cũng đủ khiến ông lo lắng bất an. Dù suốt sáu tháng không có chủ nợ nào mò đến gõ cửa, nhưng ông rầu lo đến đêm không thể ngủ, sức khỏe suy sụp. Thế là ông lại di dân qua Seattle ở Mỹ. Tính đến nay đã mấy năm, không gặp phải người quen Đài Loan nào. Dù vậy, mỗi khi ra đường là ông mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét, nhìn tứ phía, tầm hải hùng như kẻ trộm. Do cả đời ông sự nghiệp không thành, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ con nên sống không vui vẻ thoải mái. Vì vậy mà hai cô con gái mới hỏi Quả Lâm về chuyện của cha mình. Quả Lâm giải thích phụ thân hai vị đời quá khứ có phúc báu rất lớn ông được thừa hưởng gia sản kết xù mọi mặt đều có người lo liệu có thể nói là ngày ngày thu vô cả đấu vàng nhưng ông làm gì cũng không hỏi ai chỉ biết vung tay tiêu tiền dốc sức hưởng lạc trong nhà còn nuôi một số văn nhân mặt khách ăn bám theo thường tụ họp vui chơi yến ẩm Ông nhiều lần tổ chức trò chơi cho thả hàng trăm con chim có đeo vàng nơi chân chúng. Hễ ai bắt được chim thì thưởng luôn vàng đó, khiến mọi người tranh nhau giành bắt. Riêng ông ngồi đó ngắm nhìn tiêu khiển. Số khách kiếp trước theo ăn bám ông, đời này cũng tụ hội quanh ông. Nhờ ông còn phúc dư nên còn duy trì sự nghiệp. Những kẻ hùng giống với ông toàn là đám thực khách kiếp xưa theo ăn của ông. Này do trả nợ mà tìm tới. Cho nên dù có xảy ra công ty bị thất bại, họ vẫn không đòi nợ ông. Dù biết ông lìa quê để trốn nợ, họ cũng không có tâm truy đuổi kiếm đòi. Nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ, họ cư xử như vậy đều thuộc về nhân quả. Phần mẫu thân và hai chị em cô, kiếp xưa đều là thê thiếp của ông cho nên đời này không những rất muốn chăm sóc ông mà còn phải lo kiếm tiền cho ông xài. Tất cả đều thuộc nhân duyên túc thế. Chúng ta nếu muốn sống hạnh phúc thì nên dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, buông bỏ tất cả ân oán thế gian. Thời gian chúng ta sống trên đời không nhiều, hãy chân thành lễ bái khoảng ba bộ lương hoàng sám. Có thể giúp tiêu trừ vô lượng tội nghiệp lấy lời rằng tứ chủng thanh tịnh minh hối để noi theo, chọn pháp tu thích hợp với mình. Đừng phí thời gian bàn phải quấy, bình hay dở của người. Phải biết quán tự tại, tức là tự quán xét mình, mới là Bồ Tát. Quán tha tại, tức là dòng xét người, chính là phàm phu. Đừng hãy ở nhà là thấy chồng không tốt, bà xã không hay, toàn bới móc khuyết điểm. Đừng vào công ty là thấy anh Lý chẳng đúng, chú Trương sai, ai cũng xấu. Quy y tâm bảo rồi, chớ cho Trương cư sĩ quá dữ, ông Lý quá hiền, bà Vương chỗ nào cũng chướng mắt. Vào chùa thì thấy đại hòa thượng vô tích sự, nhị hòa thượng chẳng tu, tàm hòa thượng chẳng giữ thanh nguy. Tóm lại, chỉ có mình là tốt đúng nhất người như vậy là chỉ biết quán tha tại chẳng giỏi quán tự tại cho nên trong mắt chứa toàn lỗi người đầy bụng toàn là than oán chỗ chỗ chứa đầy phiền não thế thì làm sao có thể sống tự tại được nếu thường quán tự tại thì phải luôn tự tỉnh chẳng để phạm lỗi hằng thấy tất cả là bồ tát hành được dạy thì sống ở đâu cũng tự tại lúc nào cũng hưởng pháp hỷ sung mãn đây chính là cách tu tốt nhất trong tâm kinh nói bồ tát quán tự tại quán sát thấy sắc thọ tưởng hành thức đều hư huyễn là không hành trì bền bỉ khai mở trí tuệ vượt qua tất cả khổ ách ngài tuyên quá giảng chỉ cần thấy lỗi mình không thấy chỗ sai của người, phải đem tất cả bình đẳng thương như nhau, tức là đồng thể đại bi. Có thể quá khứ ta cũng đối họ như thế, nên hôm nay họ mới đối với ta như vậy. Nếu nghĩ được thế này thì việc gì cũng quá giải được. Đại sư Ấn Quang dạy, Nếu thường thấy lỗi mình và kịp thời sửa sai là đang đi trên đường Bồ Đề, Chúng ta sống hòa hợp hoan hỷ, viễn ly phân biệt, không nghĩ oán thân mới là diệu pháp giải oán kết. Người tu hành đối với việc bị phỉ bán và công kích như thế nào? Sự vĩnh gia trong chứng đầu ca có dạy chúng ta. Mặt người phỉ bán nói xấu bạn. Nếu họ làm vậy cũng giống như cầm lửa muốn đốt trời, tự phí công thôi. Khi chúng ta nghe lời tục tăng xấu ác thì hãy vui như uống cam lồ, bởi vì người đang giúp ta tu thành tựu. Làm được vậy gọi là tiêu dung. Tiêu là tâm khéo quá dạy tất cả chướng ngại, tâm cùng hư không hòa thành một, có thể dung chứa tất cả. Nếu làm được như thế, bạn sẽ chứng nhập cảnh giới bất tư nghị những lời ác khẩu tổn hại kia thực giống như tư lương giúp ta tu hành là thiện tri thức của ta ta không nên vì những lời dèm chê phỉ bán mà xin phân biệt oán thân bằng không sao có thể phát huy sức mạnh vô sinh nhẫn chỉ cần chúng ta thành tâm sám mọi hối oán kết cùng chúng sinh dùng tâm từ đối đãi thì ác duyên sẽ quá giải ví như con mũi ta không nên cho là nó có chủ ý muốn hút máu người đã tiêu nghiệp chướng sẽ không bị chúng cắn bởi vì không còn thiếu nợ chúng đại sư và con mũi ngài tuyên quá có khi viết chữ cho người thường ghi tỳ kheo mũi tiên sinh mũi nguyên nhân là sao chuyện này phải kể hồi ngày còn trẻ vào khoảng thời gian cử tang giữ mộ mẹ ba năm khi ngài ra dùng giả ngoại giữ mộ mẫu thân thủ hiếu tối đó từng bầy mũi to ào tới hút máu người ngài biết đây là cửa ải khó khăn bèn phát tâm bố thí bảo mũi thế này Xin các ngươi cứ đến hút máu Ta đãi Nói xong thì cởi áo ra Bầy mũi lập tức bu lại bò đầy trên mình ngài Ngài không hề đuổi xua Còn thầm phát nguyện Ta xin bố thí máu cho các ngươi Cứ tha hồ hút nhé Ta mà chết ở đây Tương lai sẽ không báo oán đâu Chẳng những không báo Mà đến lúc ta thành Phật Ta nguyện sẽ cứu độ các ngươi Bắt đầu từ nay trở đi Ta xin được làm bạn với các ngươi Vậy mình làm bạn nhé Thật kỳ quái Mũi bò qua lại trên mình ngài Nhưng không hút máu Chúng bò trên mình ngài một lát Thì toàn bộ đều bay đi Từ đó về sau Không những mùa xuân chẳng có mũi tới quấy rầy Mà ngay cả mùa hạ Bầy mũi vốn nổi tiếng là tai họa Của dùng quan giả này cũng không hề cắn ngài nhưng khách đến đây ai cũng bị mũi cắn nát riêng ngài thì không hề bị cắn sau đó ngài giải thích chúng không cắn là thực lòng bày tỏ thiện ý muốn làm bạn với tôi tiết lộ sự thật rùng rợn của nghề luyện âm binh Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông tôi lúc kể lại. Ông nội tôi tên Hương, ông có một người bạn thân lâu năm tên là Lý. Ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn hoạn nạn trong làng. Chẳng ngại khó ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực. Thế nên gần xa ai ai cũng quý mến ông Lý. Chẳng hiểu thế nào người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy ông Lý, 49 tuổi, bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Bệnh tật hành cho ông đau đớn lê lết, trên rỉ hết ngày này qua tháng khác. Thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau ba tháng liệt giường liệt chiếu Ông Lý ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm lớn giềng. Trước khi mất, ông Lý còn gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi. Ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như giữa hai người có một bí mật nào đó. Có người thấy ông Lý sống tốt như thế lại chẳng có lấy một cái chết yên lành, thì ngửa mặt lên trời mà trách than còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng ông cùng với ông lý khi ấy là một chàng trai lanh lợi tràn trề sức sống hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên lai châu một thời gian dài đào vàng vất vả ở trên đó cũng không kiếm được nhiều tiền nên ông nội tôi và ông lý có ý định làm hết tháng lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm hôm đó khi hết ngày làm việc mặt trời đã xuống núi trên đường ra suối tắm ông lý gặp một ông già người dân tộc mông tên là hoa không biết hai người nói với nhau những gì nhưng tối hôm đó ông lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông hoa người dân tộc mông ấy đó là một căn nhà sàn khang trang. Vào bên trong, gặp ông lão người mông, thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ. Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết, ông qua, lão người mông đó là thầy phù thủy thờ âm binh. Khi gặp Lý, thấy tướng của Lý hợp căn với mình, nên ông qua muốn truyền nghề lại. Một là để không bị thất truyền, hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Thấy Lý Hiền lành có thiên phú dị bẩm, nên ông qua quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết. Và từ đó, Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh, những tháng ngày khó quên trong cuộc đời Lý. Nói đến âm binh, có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút. Đó là những hồn ma chưa được đầu thai, xong không được ai thờ cúng vất vưởng đầu đường xó chợ lang thang khắp nơi từ rừng quang đến thôn ấp thị thành vì không ai cúng cho ăn nên chúng đói khổ thê thảm người đời hay gọi là ma đói Trong kinh phật gọi là ngạ quỷ hễ nơi đâu có cúng thí thực thì tranh nhau đến dành ăn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều lợi dụng điểm này các thầy phù thủy triệu hồi chúng về cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép. Thông thường, các vong linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh cũng đều là những vong linh rất can cường hung dữ, và từ đó chúng trở thành âm binh phục tùng mệnh lệnh của thầy pháp. Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy khi không được cho ăn đầy đủ, khi thực hiện không đúng quy cách hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực, cho nên luyện âm binh là con dao hai lưỡi. Rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh vật ngược trở lại, chết thê thảm. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh thì nói gì đến điều khiển nữa. Ông qua dạy lý tối nào cũng ngồi ba giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng hai nhãn cầu đó ngầu như muốn nổ ra. Lý chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng Lý cũng rất cố gắng để vượt qua. Tối nào cũng kiên trì đánh giật với cây nến. Sau khoảng hai tháng thì thành công. Đó là khi Lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt. Bước thứ hai là luyện âm khí. Tối tối sau 10 giờ đêm, theo lời thầy dạy, Lý xách một xô nước đi tới bãi Tha Ma cách láng ở khoảng 2 km. Khi tới nơi đổ nước xuống đất rồi nằm lên trên. Trước 5 giờ sáng thì trở về. Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về không được gặp bất kỳ ai và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì đó rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại. Đêm đầu tiên Lý sách xô nước đi tới bãi Tha Ma, đổ xuống và nằm lên. Một mình giữa bãi Tha Ma tối tăm, Lý vừa rung vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra. Cả đêm đó, sợ không ngủ được. Vài đêm sau thì Lý mới quen dần. Những đêm sau nữa, Lý có thể nằm ngủ ngon lành cho tới trước 5 giờ sáng, rồi thức dậy ra về Chẳng mấy chốc Lý đã ngủ ở bãi Tha Ma 99 đêm thành công. Tới đêm cuối cùng, Lý có một cảm giác rất lạ. Dường như có ai đó luôn đi phía sau mình, mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tới bãi Tha Ma, vừa đổ nước xuống nằm lên và nhắm mắt lại. Được một lát, Lý bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ. Tiếng khóc tiếng cười hỗn độn đang xen. Lý mở mắt bật dậy, con người muốn nổ ra toàn thân run rẩy. Trước mắt Lý là những cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy trong đời. Đây thì những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đói mẹ, kia thì kẻ cầm bát xin ăn. Kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận. Những hồn ma hình dáng kỳ dị ghê rợn, đủ mọi sắc thái, chập chờn thoát ẩn thoát hiện trước mắt Lý. Đó chính là lúc thành công giai đoạn 2. Nằm một trăm đêm trên nước ở bãi Tha Ma, âm khí đã ngấm sâu vào người Lý. Và Lý trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma bước vào thế giới của ma quỷ. Bước thứ ba, đó là triệu hồi các hồn ma về luyện chú thuật để điều khiển chúng. Lý được ông qua dẫn vào trong căn phòng thờ âm binh. Ngước mắt nhìn quanh, thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai mảnh xương sườn người ông qua nói xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị xét đánh chết bên dưới là một bát hương to lý rót ba chén rượu lấy dao trích đầu ngón tay lấy ba giọt máu nhỏ vào rồi thắp một nén hương thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới mỗi tối một nén hương khi nào thắp đủ 100 nén thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ và có thể sai đi làm việc được. Đủ 100 ngày triệu hồi âm binh rồi được ông qua chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề bắt quyết, phù chú, vẽ bùa. Lý tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ. Sau rất nhiều giấc giả, Lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh. Có một điều quan trọng mà ông qua nhắc đi nhắc lại, đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, tới đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm ty truy đuổi. Như vậy chúng sẽ ghiêm hận, tìm tới thầy và trả thù và khi gọi chúng về phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn không thì chúng đói sẽ phản lại thầy phải đặc biệt chú ý điều này không được quên khi mới vào nghề lý khởi nghiệp bằng cách gọi những dòng hồn mới chết về để người thân hỏi chuyện có ai thuê lý bảo họ ngồi vào điện thờ thắp hương và viết vào giấy tên tuổi nơi sinh và nơi mất của dòng hồn rồi cho âm binh đi tìm dòng hồn ấy và kéo về trả lời những câu hỏi của người nhà. Cứ thế, mọi thắc mắc của những người thuê lý đều được trả lời thỏa đáng. Mọi người truyền tai nhau và dần dần Lý cũng được nhiều người biết đến. Rồi ngày càng đông người tìm tới Lý nhờ gọi hồn hơn. Có những người thân nhân bị chết, không thấy xác, tìm tới Lý nhờ giúp đỡ theo lời lý dặn trong giấy. Quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể. Từ đó về sau, danh tiếng của Lý càng nổi. Sự nghiệp tiến triển, Lý chuyển sang tập làm những thứ khó hơn. Lý bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ mỗi khi có người thuê. Giai đoạn âm binh của Lý tỏ ra rất đắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ, Lý gõ ba hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cơm cúng thịnh soạn để khao quân. Thành công đến với Lý quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ 3 năm, Lý đã có thể thành thạo đưa quân đi làm những việc mà ông qua sư phụ của Lý phải mất 5 đến 7 năm mới làm nổi danh tiếng nổi như cồn. Lúc này Lý thấy tự mãn với khả năng của mình. Lý quyết định vượt qua hàng rào những lời răng dạy của sư phụ, bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn, như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của người luyện âm binh. Lúc còn học nghệ, ông qua đã dặn đi dặn lại, dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người vì ác sẽ gặp quả báo. Thầy Pháp có cao tài ấn đến mức nào, đứng trước quả báo cũng chỉ là mũi mòng mà thôi. Lý đã phớt lờ đi những lời răng của sư phụ. Đồng tiền đã che tay bịt mắt Lý lại. Cứ thế càng ngày Lý càng dấn sâu hơn vào những phi vụ đen tối, đem âm bình đi hại người. Lý đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời Lý sau này. Không ít những tên chủ bãi vàng những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ Lý triệt hạ các đối thủ cản bước làm ăn của chúng. Và Lý đều nhận lời. Lý chờ đêm đến, cứ sau 10 giờ là điều âm binh tìm đến những láng trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lệnh cho âm binh đốt láng trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Có những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường xô cho ngã xuống núi. Dù không chết nhưng cũng tàn tật. Lý không có ý định giết họ mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật và không sức làm gì được mà thôi. Những việc làm đen tối của Lý ngày một nhiều cuối cùng cũng đến tay của ông qua. Ông không kìm nén được tức giận lập tức tìm đến gặp Lý Ông qua mắng mỏ hắn một trận Hắn vẫn lễ phép dân dạ với thầy Hắn nói là hắn không dùng âm binh giết người Mong thầy hiểu cho Ông qua thấy trong đôi mắt của Lý Giờ chỉ có tiền Ông bất lực Biết mình có nói gì cũng vô dụng Không khuyên ngăn được Lý Ông đành thở dài mà ra về Sau những ngày trầm tư suy nghĩ Không muốn đệ tử mình dấn sâu thêm Vào nhược thẩm tội lỗi ông qua đã giải nghệ mấy năm không còn nuôi âm binh nữa nên ông đành quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của lý mục đích là chặn lý lại buộc hắn phải dừng tay tạo ác và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra vì lý không biết trước nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập đến bao dây tứ phía rồi ao ao xong tới quyết chiến. Âm binh của Lý đành chỉ biết đau khổ chống đỡ. Lớp bị chém, bị đâm xối xả. Lớp gục xuống, gào thét đau đớn. Đêm hôm đó, trong làn gió, mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Trẻ con, đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió, rợn hết cả người. Sau đêm đó, đoàn âm binh của Lý thương dòng rất nhiều. Năm giờ sáng khi Lý gõ chuông rút quân về, Lý tá quả sự nhớ ra rằng mình đã quên không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi. Vừa bị đánh cho thương tích tơi bời, vừa mệt mỏi đói khát cồn cào. Đã dậy về nhà lại không được cho ăn, đám âm binh đùng đùng nổi giận bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu lý chỉ chớp mắt chúng ao ao xong tới tấn công khiến lý không kịp trở tay không biết chúng đã làm gì nhưng khi sáng ra ông nội tôi bước vào chỉ thấy lý nằm vật trên sàn mắt nhắm miệng ú ớ mãi mới nói được một câu tìm ông u u rồi lăn ra bất tỉnh Ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông qua để cầu cứu, nhưng ông lão từ chối. Ông nói lý đáng bị như vậy, giao nhân nào gặp quả nấy. Có bị thế thì mọi người mới yên được. Nếu cứu lý thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ. Không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết. Ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông qua, khẩn cầu ông ra tay cứu lý. Đáp lại ông là vẻ mặt cương quyết của ông qua không là không. Thực ra ông qua có một nỗi khổ giấu kín trong lòng, chứ chẳng phải lòng dạ ông sắt đá. Trong tâm ông khi ấy cũng dần co dữ dội. Một ngày một đêm trôi qua, ông nội tôi vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không đứng dậy cho đến khi ông qua nhận lời. Cuối cùng ông qua cũng mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông cùng ông nội tôi đi tới nhà của Lý. Tới nơi ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u lạnh lẽo đến rợn người. Còn ông qua thì thấy rất nhiều âm binh mặt mày hung tợn còn đang bao vây quanh đó, chưa chịu buông tha cho lý. Ông qua đứng yên lặng một lát quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi. Rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nếu không ra tay sớm, không chỉ Lý sẽ chết, mà còn kéo theo bao nhiêu hậu quả về sau. Vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, chẳng ai điều khiển được chúng nữa. Để càng lâu chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về, biến thành một âm sào quỷ huyệt, tác quái gây hại cho dân. Khổ nổi ông qua đã già, lại đã giải nghệ, không còn thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó không còn cách nào khác ông hoa phải lặn lội mời tới sư huynh của mình thuở xưa cùng học pháp thuật chung một thầy tên là hoàng nể tình đồng môn huynh đệ cũng vì muốn cứu một mạng người ngăn chặn hậu quả mai sau ông hoàng nhận lời khi hai người vừa tới trước cửa nhà lý ông hoàng bỗng dừng lại đôi mắt đâm chiêu nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông qua. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông qua chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hơi, ông Hoàng nói Đó là nghiệp của hắn, đã gây ra phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu nếu muốn cứu hắn nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành phế nhân. Dù biết điều đó, nhưng ông qua vẫn muốn cứu Lý, dù sao thì ông cũng là người đưa Lý dòng nghề, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông hoàng thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này. Ông quyết định rút lui. Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng rút trong túi đưa cho ông qua một quyển sách đã ngã màu, cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển bí kiếp trận pháp trừ tà do sư phụ hai ông để lại. Theo quy củ môn phái, cuốn bí kiếp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử, thế nên chỉ ông Hoàng mới có. Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách, không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào ông hoàng đanh phá lệ giao bí kíp cho sư đệ mình dặn sư đệ bảo trọng rồi quay lưng bước đi ông hoa thở dài tay lật từng trang sách mắt chăm chú không rời mấy ngày trôi qua sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại trận pháp trong cuốn bí kíp ông hoa quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn nhốt đám âm binh ấy lại đây là một pháp trận rất mạnh. Tuy nhiên nó đòi hỏi pháp sư phải tổn hao rất nhiều pháp lực để triển khai. Mà ông qua thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian. Pháp lực xúc giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liều cái mạng già của mình. Thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử mình thoát khỏi nguy kịch. Ông qua gọi ông tôi đến để phụ ông chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu nửa mét. Lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét. Ông qua làm phép gì đó, yểm vào 8 cái cọc. Ông tươi xem không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất nối tám cái cọc đó với nhau thành hình bát quái rồi lại tìm hai con mèo một đen một trắng đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực độ sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị một pháp trận kiên cố đã hình thành chỉ chờ đúng ngày đúng giờ để kích hoạt ông qua đợi đến đúng rằm tháng bảy ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, ông qua và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ bát quái, cùng với một bát hương thật to. Ông qua đốt đúng một trăm nén hương cắm vào đó. Ông qua giải thích, để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận đã bày sẵn, cần bày một lễ cúng. Chúng lâu ngày đang đói cồn cào ta đem đồ ăn thức uống bay ra mời chúng. Thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận. Khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại. Giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận. Đó gọi là phong ấn. Tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí, mà khi luyện thành thầy phù thủy, ông qua đã thành người nửa âm nửa dương dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, ông qua sẽ tổn hết dương khí, không thể sống tiếp. Giờ tí đúng nửa đêm, ông qua rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoan ngoèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết ngay đó là vẻ bùa còn cụ thể là bùa gì thì trời biết đất biết, ông qua biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết. Xong xuôi, ông qua ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng răm răm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái mà ông nội tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lập tức cảnh vật biến đổi khác thường, những đám mây đen ung ung kéo đến, che kín ánh trăng văn vặt của đêm rằm tháng 7. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang tăm tối mù mịt. Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái. Các bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngã như muốn văng khỏi mặt đất. Ông qua thì thầm vào tai ông tôi, nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án binh bất động, đợi một lúc cho chúng đến đông đủ Bất chợt ông qua dung đứng dậy Phục đến chỗ trận pháp Lẹ làng như một cơn gió Ông rút ra một lá bùa màu vàng Tay bắt quyết Miệng đọc chú Rồi nhanh tay dán vào một trong tám cây cọc Kích quạt trận đồ bát quái Đám âm bình thấy động Lập tức ào ào xong đến tấn công ông qua Nhưng vừa đến đường kẻ tranh giới của trận pháp Một mảnh lực khủng khiếp Đánh văng chúng trở lại Đầu đớn chúng gào lên điên dại, mắt trợn lên hướng về phía ông qua gầm gừ. Rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị vây chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này đến lớp khác, điên cuồng đem hết sức lực, cố xông ra khỏi kiết giới hình bát giác. Nhưng vô ích, mỗi lần chạm vào kiết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông qua là thấy. Ông tôi chỉ là sau này được ông qua kể lại. Ở bên ngoài, ông qua bộ pháp nhanh thoăn thoát, vừa di chuyển quanh tám chiếc cọc, vừa đọc chú yểm bùa vào từng cái cọc. Xong rồi đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên, lập lòe như ánh ma trời giữa núi rừng mong quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, Ông qua khủy xuống, đổ sụp trên nền đất. Ông nội tôi dội lao đến đỡ ông dậy. Chỉ thấy gương mặt ông qua tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào cả. dương khí trong ông đều đã tiêu hao hết. Ông tôi cổng ông qua về nhà nghỉ ngơi, rồi theo lời dặn của ông qua, ông tôi quay lại chỗ trận đồ bắt quái, đóng tất cả tám cọc ghim sâu xuống, rồi lấy đất lấp bằng cái hố bát giác đó lại. Thu gom mọi thứ, kiểm tra kỹ càng xong mới ra về. Theo như lời ông qua, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, té máy rút một cái cọc lên, lập tức trận pháp sẽ sụp đổ. Đám âm bình hung tận ấy sẽ ào ào xông ra. Bao nhiêu căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài phát tiết, chúng sẽ điên cuồng tấn công ám hại dân quanh dùng, hậu quả khôn lường. Về đến nhà, ông qua lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, rồi lấy tro qua vào chén rượu, đem cho Lý uống. Quả nhiên, Lý uống xong, chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại, có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức khỏe không còn được một nửa như trước. Lý cũng hiểu được, đó chính là quả báo, mình làm thì mình chịu, còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, đôi mắt Lý rưng rưng lệ. Lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ, cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình. Thấy Lý tới, ông qua chậm rãi ngồi dậy, khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn. Rồi ông thông thả khuyên Lý dài câu, đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện xiềng năng tạo phước thật nhiều mới có thể quá giải phần nào những nghiệp chướng lúc trước đã tạo có thế mới mong sống yên ổn được sâu trong lòng lý đã thực sự hối hận lý hứa sẽ làm đúng như lời ông qua căn dặn và đó là những lời nói thật lòng nhìn gương mặt thầy mình hốc hác và đi đến cả chục tuổi chỉ trong một đoạn ngắn thời gian bằng con mắt của một thầy phù thủy lý thấy âm khí đã bao phủ kín trên thân hình gầy guộc ấy ông qua chẳng còn sống được bao lâu những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử ông qua tiếp lời thôi còn đừng buồn nữa còn nhớ lời ta làm như vậy ta đi cũng an lòng ba tháng sau ông qua mất lý ông nội tôi cùng bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ tiễn đưa ông qua về nơi an nghỉ cuối cùng tiếng kèn đám ma bi ai nặng trĩu tâm can những người có mặt những ngày sau đó hàng đêm trong giấc mơ của lý luôn văng vẳng những tiếng kêu la gào thét của lũ âm binh vì có một mối liên thông giữa chúng với lý nên dù không thoát khỏi trận pháp chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của lý đòi lý thả chúng ra không thì cũng giày vò tâm can lý bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm đêm nào cũng vậy khiến lý cực kỳ bất an cuối cùng lý cùng ông tôi từ biệt mảnh đất lai châu ấy lên đường trở về quê nhà lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy bằng cách nỗ lực làm thật nhiều việc thiện ai nhờ gì là hăng hái giúp ngay mà không nhờ Lý cũng giúp, chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả. Thế nên làng xóm ai cũng thương cũng quý, mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau. Cho tận đến những ngày cuối đời, bệnh tật hành hạ ông Lý liệt giường chiếu, người đời cho rằng trời bất công. Còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Ông biết, luật nhân quả một ly cũng không có sai. Chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi. kể tới đây, đôi mắt ông nội tôi đỏ ngầu rưng rưng lệ. Ông quay sang nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói: cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác. thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể. đã nhiều năm trôi qua nhưng câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi luôn dẫn bước soi lối cho tôi trên những nẻo đường đời sưu tập gia thịt chuyện này do chị nga kể lại tại sân thượng việt nam phật quốc tự vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. nghìn Chị làm việc trong một bệnh viện ở Hà Nội. Chị nhớ rất rõ, có một vị bác sĩ tờ rất nổi tiếng. Vị bác sĩ này chuyên ghép da mặt người này sang người khác rất thành công. Ông hay có thói quen là rất thích đi lột da của các trẻ sơ sinh đã chết hoặc những người đã chết. Ông cẩm thuốc rồi đem vào phòng lạnh để khi nào có người cần thì ông ghép. Nhưng phải trả cho ông một số tiền đắt đỏ. Nhờ vậy ông có rất nhiều tiền và nhiều người biết đến, không những ở Việt Nam mà nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Gia đình ông sống rất hạnh phúc. Ông có một đứa con gái vừa đẹp lại thông minh, cũng nổi tiếng ở Hà Nội. Lúc cô bé mới 13 tuổi, chưa biết yêu là gì, vậy mà không biết bao nhiêu chàng trai lớn nhỏ săn đuổi tán tỉnh và chọc ghẹo. Một hôm trên đường đi học về, cô bị một đám thanh thiếu niên chặn đường trêu ghẹo cô hốt quảng định bỏ chạy thì trong đám có một thanh niên tạt vào mặt cô một chai axit cô đau đớn bỏ luôn tập sách ngoài đường chạy khắp nơi trong làng kêu cứu dân làng nghe tiếng cầu cứu rồi chạy tới xem thì bọn thanh thiếu niên kia đã trốn đi đâu hết thấy vậy bà con dân làng gọi xe đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu vào phòng cấp cứu các y tá nhân viên làm trong bệnh viện mới phát hiện đó là đứa con gái duy nhất của vị bác sĩ tờ đang nổi tiếng ở hà nội cho nên tất cả nhân viên bác sĩ chăm sóc cô bé rất tận tình sau đó thì gọi điện báo tin cho vị bác sĩ đó biết khi ông đến nơi thấy con gái mình bị phỏng quá nặng ông chết lặng cả người lập tức ông đưa con mình vào phòng đặc biệt đem những tấm da tốt nhất mà ông gìn giữ từ lâu để ghép cho con gái mình. Vì cái ghép không thành công lắm, vì có chỗ ghép được, còn có chỗ không thành. Thế là ông đưa con gái mình đến những bệnh viện Âu Mỹ để chữa trị, mất rất nhiều thời gian và tiền của. Nhưng con gái ông không thể bình phục được như xưa, nhất là tinh thần. Cô bé sống trong nỗi sợ hãi, lo âu trầm mặc hàng ngày cô bé phải gánh chịu từng cơn đau đớn do những nơi cái ghép da mới mà không biết là da của ai thay vào có thể nói đó là một tai nạn to lớn đã đến với vị bác sĩ nổi tiếng ấy trương phu nhân có một bà họ thẩm ở thượng hải sau khi học Phật rồi thì dốc sức quá độ mẫu thân chưa tin Phật. Mẹ bà họ Trương trước khi về hưu từng là lãnh đạo cao cấp của công ty hàng không nọ. Bà Trương luôn miệt thị cho Phật Pháp là mê tín Xong vì chiều con, bà cũng ráng mướn xe đến Thiên Tân gặp tôi một lần. Lúc tôi vừa bắt đầu giảng, bà quay mặt sang chỗ khác, ra cái điều Ta đây không thèm nghe, không thèm để ý tới. Đến khi tôi kể những câu chuyện nhân quả có thực mình từng chứng kiến và đích thân trải qua thì bà dần dần quay mặt lại, chăm chú lắng nghe. Tuy cảm thấy có lý nhưng vẫn còn bán tính bán nghi. Mấy tháng sau bà đi sân đông và ngủ nơi nhà người quen mấy ngày. Bình thường bà rất ghét và sợ chó nhưng nhà người quen này lại nuôi một con chó săn to lớn dữ tợn. Tất nhiên đối với bà, nó tỏ vẻ rất hung hăng. Mỗi lần bà bước ra sân, con chó luôn nhào tới sủa dữ và nhe nanh như muốn tấn công bà. Khi chủ nhân la mắng thì nó tạm im một chút, rồi sau đó lại gây gắt sủa tiếp. Đang lúc muốn đối phó với con chó này, bà Trương bỗng nhớ tới lời tôi giảng hay khuyên nên quy y cho loài vật và bày cách ứng xử với kiến, mũi, vân dân. Thế là bà liền đứng ở chỗ con chó không thể vô tới, thử nói với nó như thế này. Người đối với ta như vậy, có lẽ do kiếp trước ta có chỗ không phải với người. Riêng phần người, chắc chắn đã từng làm qua việc xấu, nếu không thì giờ này đâu phải mang thân chó, sống chẳng được thoải mái tự do ta thấy rõ là người không muốn hướng ta đòi nợ. Vậy thì xin ngươi hãy niệm tam quy theo ta, phát tâm tu hành theo Phật, để đời sau sớm được làm người mà tu hành. Người có chịu không hả? Khi nói như vậy, bà phát hiện con chó khí thế đang bừng bừng hung hãn bỗng lập tức dịu lại. Nó không sủa nữa mà ngồi xuống nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào bà, bà bèn tiến tới gần con chó, lớn tiếng niệm. Quy y Phật, bất đọa địa ngục. Quy y Pháp, bất đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng, bất đọa súc sinh. Bà đọc liên tục ba lần, lúc này chuyện đáng kinh ngạc xảy ra. Con chó đang ngồi, bỗng nhiên nó chấp hai chân trước lại giống như người ta chắp tay. Sau đó đầu nó phủ phục xuống mập sát đất nó làm hết sức có quy củ còn hướng bà đánh lễ ba lần trường cư sĩ sửng sốt đứng ngay người nhìn một lúc sau bà mới hiểu ra và thấm thía quả thực là loài vật cũng biết tu từ đó về sau mỗi khi con chó gặp bà thì nó lắc mình vẫy đuôi lộ vẻ vui mừng như thấy người thân không còn nét gì là hung dữ nữa Bà Trương cũng nhờ việc này mà tính tâm thêm kiên định. Bà thực sự bước vào con đường học Phật, tu hành. Đại chúng nên tinh tấn tu, sám hối diệt tội, giải oán. Sáu người con gái của vị Linh Mục làm nghề bán mình. Chuyện này do cô Diệu An ở Pháp kể lại nhân dịp phái đoàn tu tập ở Việt Nam Phật Quốc Tự ở Ấn Độ từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2010. Cô kể vào lúc 13 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2010 tại Việt Nam Phật Quốc Tự. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, gần nhà cô Diệu An ở Phú Nhuận, Sài Gòn, có một gia đình sống rất kín đáo nhưng họ rất phong lưu. Gia đình có 6 người con gái đều đẹp và học giỏi. 6 cô học một ngôi trường mà trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện gửi con mình vào học. Vì học phí rất cao, học phí đối với một học sinh còn cao hơn một viên chức hạng trung bình. Có thể nói gia đình họ phải có một gia tài lớn lắm. Vào thời đó, trai gái được đi học trường Tây nằm ngay trung tâm Sài Gòn có thể xem là người giàu có và có đạo đức. Những trường này nổi tiếng về cách đào tạo giáo dục khá kỹ lưỡng và chu đáo, được chính phủ Pháp tài trợ từ lớp 1 đến 12. Sau khi học sinh học xong trường này ra tìm việc rất dễ dàng vì các công ty luôn săn đón và mức lương cũng khá cao còn học sinh nào học xong muốn tiếp tục con đường học tập thì đi ra nước ngoài học cao hơn phần lớn những người du học đều thành công tốt đẹp chứ ít có ai học xong các trường này ra mà thất nghiệp cả học xong trường này bằng cấp rất có giá trị ở các nước tây phương cũng như tương đương với bằng cấp của nước pháp mà không cần phải thi lại trở lại câu chuyện sáu người con gái gần nhà cô diệu an khi cha các cô bị phát hiện là linh mục của nhà thờ ở Biên Hòa Đồng Nai. Sự việc đó có một thời gian gây chấn động âm ý ở Sài Gòn và dùng Biên Hòa. Các con viên trong đạo đã quyết liệt tố cáo và đòi trục xuất vị linh mục đó. Thế rồi nhờ sự khéo léo của giáo hội và tòa thánh, lần lần câu chuyện ấy cũng trôi vào lãng quên. Sáu cô con gái chỉ sống với mẹ mà không thấy mặt cha. Từ đó mọi người càng chú ý đến sáu cô hơn. Mỗi ngày mỗi cô càng lớn thì càng xinh đẹp hơn, cho nên thu hút rất nhiều chàng trai. Nhưng rồi mọi người trong xóm đều ban quan kinh ngạc khi biết sáu cô này đều làm nghề bán mình. Hay người dân quê thường gọi là làm đĩ, mà xã hội Việt Nam bao đời rất khinh khi. Câu chuyện thương tâm này mỗi ngày mỗi lan rộng và mọi người cứ bâng khuâng tự hỏi với trình độ trí thức như vậy thì nguyên nhân nào thúc đẩy sáu cô gái đi vào con đường mà chẳng ai muốn vào có phải đây là định luật nhân quả cha mẹ làm các con phải gánh chịu ngài viện trưởng đại y viện ba năm trước tôi đến thành phố nọ ở hà bắc một cư sĩ mời tôi đến thăm ngài viện trưởng y viện nhân dân ông được mọi người ca ngợi là một viện trưởng tốt mấy ngày trước ông bỗng đau tim và bệnh phát tác nhanh đến không còn có thể nói năng cử động gì được nữa hiện ông đang nằm truyền dịch trong bệnh viện các bác sĩ chẩn khám đều nói không thể phẫu thuật nên không cần chuyển đến bệnh viện nào khác nữa Tôi vừa bước vào thì thấy mũi ông thở dưỡng khí, tay đang truyền dịch. Hai cô con gái khoảng chừng 36-37 tuổi đang ở cạnh bên chăm sóc. Lý cư sĩ nói nhỏ vào tay ông. Vị trưởng, có cư sĩ quả khanh đến thăm ông nè. Chỉ thấy ông từ từ mở mắt như kiếm tìm. Hai cô con gái ông kinh ngạc, treo lên mừng rỡ ồ ba mở mắt được rồi họ kể từ khi phụ thân bị bệnh tới giờ đây là lần đầu tiên ông mở mắt tôi đến trước giường chắp tay hỏi thăm các cư sĩ giới thiệu cho ông biết tôi là tác giả cuốn báo ứng hiện đời và hỏi ông có muốn nghe tôi giải thích nguyên nhân căn bệnh không ông trả lời bằng ánh nhìn chứa đầy vẻ khát khao muốn biết Thế là tôi giải thích cho ông nghe lý nhân quả báo ứng thiện ác. Rồi hỏi, ông có tin không? Ông mấp mấy đôi môi, lộ vẻ đồng tình. Tôi hỏi, Ông có muốn nghe tôi nói những lỗi sai ông đã phạm phải, cũng chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này không? Ông mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Thế là tôi hỏi, có phải ông rất ưa ăn tim heo, gà, dịch và tim các loài vật khác? Ông biểu lộ đúng như vậy. Tôi lại hỏi. Ông là một diện trưởng sống liêm khiết, thực tâm giúp người chẳng hề muốn thu tiền tài của họ. Nhưng khi người khác cương quyết biếu xén và đem lễ tạ đến đặt tại nhà ông, ông cũng không chối từ. Phải không? Viên trưởng lộ vẻ rất cao hứng, mắt mấy môi phát âm ra tiếng, "Đúng. Tôi giải thích. Hai điểm này là nguyên nhân phát bệnh của ông. Hiện tại ông đã biết mình sai chưa?" Ông gật đầu. "Ông niệm theo tôi câu Nam Mô A Di Đà Phật ba lần được không?" Ông lại nói ra chữ, "Được." Thế là tôi nắm bàn tay phải ông, niệm từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù ông không thể phát âm rõ ràng, nhưng cũng gắn niệm theo. Tôi hướng dẫn ông đọc Tam Quy, Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Cuối cùng tôi hỏi ông, Ông có chịu xuất tiền ra nhờ con mình phóng sinh dùm chăng? Ông tỏ vẻ đồng ý hai cô gái đều nói họ không rành làm việc này các cư sĩ có mặt đều nhiệt tình bày tỏ thiện ý sẽ làm giúp thay cho tôi bảo ông các cư sĩ này đang tính in kinh sách phật nếu ông bỏ tiền thu lễ của bệnh nhân ra in kinh sách thiện cho người thì có thể giúp tiêu trừ tội nghiệp bệnh ông sẽ mau lành ông tỏ vẻ đồng ý các cư sĩ hỏi ông muốn góp bao nhiêu ông đưa lên ba ngón tay miệng bắp máy ba dặn chúng tôi biểu thị sự tán thán ông biết sai chiều sửa lỗi trước khi chúng tôi đi ông còn ráng giơ tay vẫy chào tạm biệt tôi cúi xuống nói vào tay ông dù nằm trên giường cũng có thể niệm thầm nam mô a di đà phật sẽ giúp ông giảm thống khổ bệnh sẽ mau ổn ông nhìn tôi như muốn nói ông hiểu mấy tháng sau lý cư sĩ gặp tôi báo tin viện trưởng đã mất rồi lặng lẽ im lìm mà ra đi từ hôm cáo biệt chúng ta xong ông không nói một lời nào nữa Tôi nghe kể, Lý cư sĩ đã hỏi con gái ông có muốn thực hiện nguyện vọng in kinh sách và phóng sinh của cha mình không? Nhưng hai cô nín thinh chẳng trả lời. Tôi thở dài. Người ta thường nói con là chủ nợ tìm tới. Ngày lúc xác thân bạn không còn động đậy thì tất cả hết thuộc quyền mình quyết định nữa rồi. Vì vậy, muốn liễu sinh thoát tử Chúng ta phải lo tu tập khi thân đang cường tráng. Mỗi người cần phải tự cố gắng. Do chúng ta bị vô minh tham sân si che mờ trí, cho nên mới tạo ra vô lượng oán. Chỉ có chân chính sám hối, nương lực nhiếp thọ của chư Phật Bồ Tát mới có thể tiêu trừ vì đâu không dưng lại ghét một người. Trên đời này không có gì quý hơn sinh mạng. Loài côn trùng còn ham sống sợ chết, huống chi là người. Một người dù có tội ác tay trời, nhưng khi sắp chết cũng tỏ lòng hối hận. Ta phải thương xót cho người chịu hình phải rời khỏi cha mẹ, vợ con và biết bao nhiêu thân nhân khác phải đau lòng trước cảnh sinh ly tử biệt này. Nhìn thấy cảnh này Chẳng lẽ không động lòng thương xót hay sao Vua Lương Võ Đế Một hôm đi dạo ngoài thành Thấy một người bán dừa Đứng giữa chợ chào bán với khách Một người ăn mặc sang trọng Đi tới trả giá rất cao Thông thường thì Có khách trả giá tốt như vậy Người ta sẽ niềm nở mà bán dội Ấy vậy mà người bán dừa này chẳng những không chịu bán, mà còn giận dữ, đuổi mắng, cho rằng ông khách giàu này khinh khi mình ông khách thấy người bán dưa giận dữ vô cớ như thế bèn bỏ đi tiếp tục quan sát một lúc sau lương võ đế thấy một người ăn mặc lam lũ đi tới muốn mua dưa người bán dưa thấy khách này đến bèn tươi cười nói chuyện với khách như đã quen biết từ lâu được một lát cao hứng người bán dưa lại còn tặng luôn trái dưa cho vị khách không quen biết mà không nhận lấy một đồng tiền nào. Lương Võ Đế cảm thấy kỳ lạ, bèn đem chuyện thấy được hỏi Hòa Thượng Chí Công. Là tác giả của bộ Lương Hoàng Sám nổi tiếng. Hòa Thượng Chí Công đáp Người ban dưa kiếp trước là một tên tử tù. Khi bị đưa ra pháp trường hành hình, có một người thấy tên tử tù là tên đại ác trong làng chẳng những không tỏ lòng thương xót, trong lòng còn oán ghét và chửi thầm. Tội ác như mày phải chết cho sớm để khỏi hại người và phải chết nhiều lần mới đúng. Có một người khác khi thấy tên tử tù sắp chết, tỏ lòng thương hại và nghĩ thầm. Tuổi trẻ vậy mà sắp phải chịu cực hình. Tội nghiệp thật. Nếu được quan lớn giảm hình biết đầu sau này sẽ biết ăn năn mà cái tà quy chính. Luân hồi qua nhiều kiếp, đến giờ tên tử tù khi xưa đầu thai thành người bán dưa. Người khách ăn mặc sang trọng chính là người đã chửi thầm tên tử tù, còn người ăn mặc lam lũ là người đã tỏ lòng thương xót. Lạm bàn Nhân quả là như thế, chi ly từng chút một, chỉ là một ý nghĩ khởi lên trong tâm dù chỉ là một câu rủa thầm khi đó chẳng ảnh hưởng đến ai thế nhưng vẫn có quả báo của nó nó khiến cho con người xa cách nhau hơn thậm chí nó có thể khởi động cho một mối hận thù dai dẳng nhiều kiếp vì thế thay vì những ý niệm thù hằn trách móc chỉ làm tăng thêm hố sâu oán thù trên thế gian này chúng ta nên cố gắng nghĩ tốt thêm một ý nghĩ Hãy cầu nguyện cho những người đang sai lầm được hết sai lầm, thay vì nguyện rủa họ. Thì một giọt nước từ bi luôn luôn tốt hơn là trồng thêm một rừng thù hận. Ngài Phó Cục Trưởng Ở Sơn Đông có một gia đình, người chồng là Phó Cục Trưởng Cục Công Thương. Vợ kinh doanh tiệm tập quá, Họ có hai con trai Con trưởng là cán bộ cục công thương Còn thứ làm nghề may y phục Cả hai cậu con đều chưa kết hôn Khoảng 9 giờ tối Phó cục trưởng lái xe đến gặp tôi Xin được thưa chuyện riêng Thế là có câu chuyện như sau Trước tiên xin kể về cậu cả Là người có tài Tính không ưa chơi bời Giao lưu bạn gái nhưng hễ tăng sở thì chẳng về nhà mà lại tụ tập cùng đám bạn ăn nhậu chơi bài. Xong thắng ít mà thua nhiều. Một đêm thua ít nhất phải mấy mươi, nhiều thì mấy trăm. Chưa đầy một tháng đã thua hơn cả dạng. Còn bạc đòi nợ thì cậu hướng các giám đốc xí nghiệp vay tiền. Mỗi khi viết giấy nợ toàn là ghi tên của cha mình phó cục trưởng cục công thương. Các chủ xí nghiệp không thể từ chối khi cậu vay. Thời gian lâu dần, tiền nợ tăng hơn cái dạng. Các giám đốc bèn tìm đến đưa giấy nợ cho phó cục trưởng và nói Đây là giấy nợ do cậu cả ghi, ngài không cần quàng tiền, chỉ cần ngài chiếu cố cho chúng tôi phương diện kia nọ dân dân là đủ. Kể đến đây, Phó Cục trưởng Thang. Tôi là cán bộ quốc gia, cũng tin nhân quả, thì làm sao có thể làm chuyện lấy công giúp tư được chứ? Mấy năm nay tôi đã thay con trả nợ hơn 20 dạng, nhưng nó vẫn không hối cãi, khuyên gì cũng không nghe. Riêng thằng con út cũng rất phức tạp, tính ưa ăn nhậu, thường la cà các tử quán Hễ khi nhậu á thì rủ bạn bè đông, xài rất rộng tay, chi bao hào phóng. Do vậy mà thành thiếu nợ và giấy nợ cũng toàn là ghi tên tôi. Đến nay, tiền tôi trả thay cho nó ít nhất cũng đã hai mươi dạng. Vậy mà nó còn hay hướng tôi xin tiền, thậm chí chạy ra tiệm mẹ nó ngoài chợ. Hễ không cho thì la hét quậy ầm lên. Đến nỗi mẹ nó bị ám ảnh Hễ vừa nghe tin nhị thiếu gia tới Thì đã quán kinh Dội chụp lấy hộp tiền Lén ra cửa sau mà chạy trốn Nhưng có trốn cũng không thoát Vì tối đến nó mò về xin ngay tại nhà Một lần hả miệng ra xin Là phải đưa tới mấy ngàn Không cho thì nó đòi nhảy lầu Tôi cười hỏi Thế Cậu Út nói nhảy lầu Là có phải muốn hâm he Hù do hai vị chăng Phó cục trưởng nói Dạ không Nó nhảy thực đấy mày mà tôi cứu kịp Tôi đã chụp chân nó kéo lên từ ngoài lăng can Một lần rồi Những gì tôi dành dụm đều đã tiêu sạch Tiền mẹ nó bán buôn được Cũng phải góp trả phụ vào đó là nhờ tôi dây bạn bè thêm mấy mươi dạng nữa. Chứ mình tôi sao có thể trả nỗi khoản nợ cao như vậy? Từ lúc xem sách báo ứng hiện đời của ông rồi, thì tôi rất ước ao mong được gặp ông. Tôi mà hiểu được nguyên do chuyện này rồi, thì dù có nhắm mắt, tôi cũng cam lòng. Vậy tôi xin phép hỏi một câu. Số tiền nợ khủng mà ông vừa kể đó đầu hẳn là do hai công tử tạo ra. Ông nhìn tôi kinh ngạc, hơi ngây người một lúc, rồi lôi vẻ xấu hổ nói: tôi có một chuyện khó thể hé răng, giờ không dám giấu nữa, xin thổ lộ cùng ông. Thế là câu chuyện thứ ba tôi được biết như sau: năm đó do giải quyết việc cho công ty ông phải một mình đến đàm phán với một nữ nhân viên của xí nghiệp nọ và được cô này mời vào nhà hàng khách sạn. Kết quả do uống say không kiềm chế được trước sự mồi chài của cô, ông đã quan hệ dược giới hạn. Nhưng ả này không biết xấu hổ, thậm chí sau đó còn ngang nhiên chặn đường ông, đe dọa là sẽ công khai cho mọi người biết chuyện xảy ra giữa ông với ả. Vì vậy ông phải dùng tiền để bồi thường cho mối quan hệ sai lầm này. Nhưng tiền đã cho rồi, mà ả à cứ dở mững cũ, không ngừng hành hạ ông. Tới giờ thì vợ ông cũng đã biết chuyện. tuy bà không làm ầm náo gì, nhưng điều khiến ông đau lòng nhất là hiện mình đang bị dồn vào tuyệt lộ, không còn đường sống, đành đến cầu xin tôi giúp đỡ. lá thư tuyệt mệnh có một chàng nông dân mặc y phục thời cổ tay cầm nông cụ đang bước qua cái cầu cây chợt anh nghe có tiếng động trong nước liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một cánh tay đang ló trên mặt nước quơ quơ nghĩ là ai đó đang chơi đùa bơi lội nên anh liền bỏ đi mới tiến tới vài bước anh bỗng nghĩ lại Thời tiết lạnh thế này đầu hợp để chơi đùa bơi lội. Thế là anh quay đầu dòm lại, phát hiện không phải người ta chơi đùa mà là đang giãy dụa trong nước. Tuy anh có chạy tới, nhưng do không biết bơi nên đành đứng yên dương mắt nhìn người kia chìm dần trong làn nước. Sau đó anh nhìn quanh, bắt gặp hành lý nạn nhân để lại trên đất. Có tới mấy kiện hàng trong rất hấp dẫn khấm khá anh vội mở ra xem thì thấy bên trong có một di thư nhiều ngân lượng và rất nhiều của cải trong di thư người chết viết đại khái nói là do mình làm ăn thất bại không còn mặt mũi về quê gặp cha mẹ vợ con đành để lại số tiền và của cải này xin ủy thác cho người qua đường nào bắt gặp xin hãy chuyển giao đến thân nhân kẻ bất hạnh dùm. Anh nông dân sau khi nhìn thấy mớ tài sản này thì động lòng tham. Dù nhà người chết ở cách đó không xa, nhưng anh chẳng làm đúng theo thư tuyệt mệnh đã ủy thác, mà nhẫn tâm độc chiếm toàn bộ của cải. Còn nghĩ thầm, đâu có ai chứng kiến mà lo. những chuyện luân hồi kỳ lạ Không hơn không kém một xu Cách đây mấy mươi năm Ở Thủ Đức Có một nữ Phật tử tu tài gia Vì vợ chồng cô là tín đồ thuần thành Trọng Phật kính tăng Nên các sư thường đến ghé thăm Có khi được mời nghỉ đêm tại nhà Thời đó ảnh hưởng chánh pháp chưa được lan rộng Tuy cô đã thọ huy giới Nhưng chưa hiểu rõ về đạo nên trong nhà cũng có nuôi heo để thêm rộng rãi cho cuộc sống. Khi nọ có một vị hòa thượng đến nghỉ đêm tại nhà cô, nửa đêm chợt thức giấc nghe tiếng động dưới bộ dáng mình nằm và có giọng nói nho nhỏ rằng Tụi bay không biết chứ tàu tên là Nguyễn Thị Hòa bởi có thiếu bà chủ nhà này một số tiền nên phải đầu thai ra thân xúc vật để trả nợ. Hòa thượng nghe xong lấy làm lạ sẽ lén nhẹ nhàng cúi xuống rình xem thì thấy một heo nái nói chuyện với 12 heo con đang bú. Sáng ra, Hòa Thượng hỏi người tính nữ. Lúc trước, có cô Nguyễn Thị Hòa thiếu cô một số tiền như thế, có phải không? Dạ thưa, đúng như vậy. Nhưng cô ấy nghèo và bây giờ đã qua đời, nên còn kể như bỏ luôn. Ủa, mà chuyện này chỉ riêng mình con với cô ấy biết ở nhà con cũng không hay tại sao thầy lại hiểu rõ ra như vậy hòa thượng đem chuyện đêm hôm thuật lại cô chủ nhà cả kinh dội đem bán heo mẹ lẫn 12 heo con thì thêm một việc lạ số tiền thu được đúng với số tiền cô nguyễn thị hòa đã thiếu mình khi trước không hơn một xu không kém một xu trải qua sự này cô tính nữ càng tin việc luân hồi nhân quả hiển nhiên là có thật. Từ đó cô tu hành thêm tinh tấn và cải gia vi tự thành ra ngôi chùa Phước Trường hiện giờ. Tại chùa này, hiện nay linh vị thờ cô vẫn còn. Tiền Đức đã bảo, Súc sanh bản thị nhân lai tố, nhân xúc luân hồi, cổ đáo kim. Nghĩa là súc sanh kia trước là người. Xưa nay, người xúc luân hồi đổi thay. Việc trên đây là một chứng minh cho lời này vậy. Thuộc theo lời Thượng Tọa Thanh Từ, khi Thượng Tọa đến diễn giảng và thăm chùa Phước Trường ở Thủ Đức. Mượn tiền xin oán hận có một người tên khang mặc y phục thời thanh muốn mở tiệm buôn do vốn không có đủ nên đã hướng láng giềng tên tân vay một số tiền hứa là ba năm sau sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời nhưng đến năm thứ hai thì chủ nợ tân có việc gấp nên đề nghị khang trả tiền sớm tiền lời sẽ giảm cho nhưng thương nhân khang cho rằng thời gian trả tiền chưa đến nên nhất quyết một xu cũng không đưa anh tân không biết làm sao quá tức giận nên đứng từ hiên lầu nhảy xuống may mà khang lanh tay chụp chân tân kéo lại được nhờ vậy mà tân tự tử không thành để ứng phó khang đành trả tạm một chút tiền do không đủ giải quyết nhu cầu cấp bách của tân mà tân không mượn được tiền của ai nên đành phải dùng lại hạ sách cũ. Nghĩa là mỗi lần đòi tiền, Tân đều phải liều mạng nhảy lầu để ép buộc Khang mới có thể lấy được ít tiền về. Khi hạn kỳ ba năm đã mãn, tuy vốn lời tính đủ, nhưng trong lòng Tân đối với Khang vẫn còn ôm oán hận, ghi mãi trong lòng. rụng rời khi biết sự thật đằng sau con gà trong mâm cúng dỗ mẹ. Câu chuyện lạnh xương sống này do một sư cô pháp danh là Diệu Thanh ở Đà Lạt kể lại chuyện chính trong gia đình của cô. Cha mẹ cô, mọi người vẫn gọi là ông bà Mười, có tính tình đối lập nhau. Mẹ cô thì hiền lành, thích đi chùa tu học theo đức hiếu sinh của Phật. Còn cha cô thì ngược lại, ham thích sát sinh. Ông có thói quen mời bạn bè về nhà chơi, rồi giết vật để đãi khách. Mẹ cô hết lời khuyên cha cô nên ăn chay niệm Phật, nhưng ông không nghe theo. Có một lần vào kỳ nghỉ hè, ông bà Mười cùng người cháu ngoại tên Hòa ra Dũng Tàu để nghỉ mát. Ngoài Dũng Tàu có nhà đứa cháu bà con tên là B gọi bà bằng gì. Tối hôm đó khi ngủ ở khách sạn, Bà Mười nằm chiêm bao thấy cậu B đến mời hai ông bà đến nhà ăn đám dỗ mẹ mình. Trong giấc mơ, bà thấy hai vợ chồng bà đến nhà cậu B dự tiệc dỗ. Khi đó cậu B đem ra chén nước có in hình bông súng. Nói Dì với giường xúc miệng đi rồi vô bà ăn tiệc với tụi con. Hôm nay đám dỗ mẹ con. Bà Mười nhìn sau bếp mới nói Bữa nay tụi bay nấu gì để cúng dỗ cho mẹ tụi bay vậy? Vừa nhìn ra sau thì bà thấy mẹ cậu B bị cắt cổ ngang và bị cắt đứt hết một cánh tay, còn một cánh tay treo ở sàn ngang. Bà Mười mới quảng hốt la lên. Trời ơi! Sao mày giết mẹ để cúng dỗ cho mẹ mày vậy B? Nói xong rồi bà la lên thất thanh. Mộng đến đây do sợ quá nên bà tỉnh giấc Lúc tỉnh dậy bà kể toàn bộ giấc mơ cho chồng nghe Ông ơi sao tôi nằm chim bao thấy kỳ lạ quá Thấy thằng Bê nó mời hai vợ chồng mình đi ăn đám vỗ Nó đem chén nước có hình bông súng cho mình xúc miệng Tôi ra bếp thấy vợ nó cắt cổ mẹ nó làm dỗ ông à Chỉ còn một cái tay Cái tay kia vợ nó xé làm gỏi rồi Ông Mười bảo chỉ là mơ không có thật Thức dậy là tỉnh rồi Còn gì phải sợ nữa Bà suốt ngày toàn chim bao bậy bà Bà Mười kể thấy chồng vẫn không nghe Nên bà mới gọi cháu ngoại Kể cho nó nghe Để giải tỏa chút tâm lý Kiếm thêm đồng minh Không ngờ đến 7 giờ sáng hôm sau Thì cậu bê đến khách sạn Thưa rằng Dì Mười dưỡng Mười ơi Bữa nay đám dỗ mẹ con còn mời dì dưỡng đến nhà con dự tiệc dỗ Bà Mười nghe qua mới giật mình Sao mà giống trong mơ quá Trong khi đó Hai ông bà chỉ vô tình đi dũng tàu nghỉ mát Cùng cháu ngoại chơi mùa hè thôi Chứ không hề biết ngày dỗ kỵ của mẹ cậu bê này Bà liền kéo ông ra nói Đó Thấy chưa ông, thấy chưa Chìm bao tôi thấy hay chưa Ông Mười quay sang khều bà Thôi bà Bà giữ giùm cái miệng bà lại đi Đừng có nói bậy nói bà Người ta nghèo khổ Đến ngày dỗ mẹ người ta Người ta có lòng mời Thì mình nghĩ tình Nhín chút thời gian đến dự Chứ khước từ thì người ta tuổi thân Ông quay sang nói với cậu B Không sao đâu con Con về đi Khoảng chín 10 giờ Dì Dượng sẽ ghé qua dự dỗ Đến hơn 9 giờ sáng, ông Mười kéo bà Mười đi đến nhà cậu B, thì bà bảo Thôi, tôi sợ lắm, rõ ràng tôi thấy đám dỗ má thằng B, tụi nó giết má nó để cúng dỗ cho má nó mà. Tôi sợ lắm, tôi không đi đâu, ông đi một mình đi. Ông Mười nói Chìm bao chỉ là mộng, đâu có thật đâu mà bà lo. Đi đi, có tôi đây nè, bà đừng có sợ gì cả. Sau cùng thì ông cũng dẫn được bà Mười cùng cháu ngoại ghé sang nhà cậu B dự đám dỗ. Vừa đến nhà ngồi vào ghế thì cậu B mới rót nước vào hai cái tách. Còn mời dì dưỡng uống miếng nước xúc miệng rồi vô bàn ăn cơm với tụi con. Nhìn vào tách nước, quả nhiên trên tách có in hình bông súng. Bà Mười lên tiếng. Đó ông thấy chưa? Hồi hôm tôi nói rồi Y hệt như vậy luôn Ông mười khều nhẹ Bà làm ơn giữ cái miệng lại dùm tôi đi Bị chồng nói hoài Nên bà hầm hực Vậy để tôi ra đằng sau Coi tụi nó làm cái gì để cúng má nó Khi bà đi ra phía sau nhà bếp Thì thấy ở cây sàn ngang nhà bếp Treo toàn ten một con gà đã bị cắt cổ Chỉ còn một cánh còn cánh gà kia thì bị cô vợ cậu B đem xé phay trộm gỏi rồi. Bà sợ quá, la lên. Ông Mười ơi, đúng rồi đó, con gà này chỉ còn có một cánh à. Trong chim bao tôi thấy rõ ràng, nó làm thịt mẹ nó, rồi nó cắt cổ treo ở trên sàn ngang. Chỉ còn một cánh tay, cánh tay kia bị vợ thằng B, nó xé trộm gỏi rồi bây giờ xảy ra y hệt như vậy luôn rồi bà dội kệ hết sự tình trong giấc chiêm bao cho gia đình cậu b này nghe vừa nghe xong thì cậu này rung mình toát mồ hôi lạnh dẹp luôn không ăn không uống gì nữa cả cậu chỉ bới ba chén cơm trắng lên cúng mẹ còn lại thịt gà gì bỏ hết cũng từ ngày hôm đó thì cậu b cũng ăn cay niệm phật luôn vì không ngờ chính mình là giết mẹ để cúng dỗ cho mẹ sau này cả ông mười cũng phát tâm ăn chay niệm phật diệu âm lệ hiếu tổng hợp từ bài giảng của sư cô thích nữ như lan mẹ đầu thai thành vịt bị con cắt cổ ở đường Dương Bá Trạc, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng những năm 1970, có một người chuyên bán cháo vịt, tên là cô Hai. Quán cháo vịt của cô bán rất chạy, khắp dùng ai cũng biết tiếng cô Hai cháo vịt. Khách tới ăn đông đến mức một buổi chiều có thể bán hết 20 con vịt. Do sợ mua vịt làm sẵn ở bên ngoài không được ngon, nên cô hai luôn tự tay mình ra chợ lửa từng con vịt còn sống về làm thịt. Do có kinh nghiệm nhiều năm, cô hai chỉ cần cầm con vịt lên là biết được con nào da nhiều, con nào mỡ nhiều, con nào thịt dai, con nào thịt bở. Sau đó đem về đích thân cắt cổ từng con làm thịt. Suốt khoảng 20 năm bán cháo vịt như vậy, số lượng vịt bị cô giết quá là một con số Toát mồ hôi. Trên 140.000 con. Một hôm sau khi làm thịt mấy chục con vịt xong, cô cảm thấy đau đầu nên để diệt cho các con làm tiếp. Còn cô đi vào trong nhà nằm ngủ một giấc. Trong giấc mơ, cô thấy mẹ của mình đã chết mấy chục năm về trước. Trở về tìm cô. Điều kinh ngạc là cổ của bà bị ai cắt không rõ đầu không đứt ra hẳn mà lủng lẳng trên cổ máu chảy đầm đìa nhìn rất kinh dị bà hầm hầm tiến đến nắm lấy đầu cô hai giọng xuống bàn và oán trách rằng tao nuôi mày khôn lớn trưởng thành để bây giờ mày cắt cổ tao cô hai liền nói còn cắt cổ mẹ hồi nào mà mẹ nói như vậy mẹ chết rồi mẹ chết mấy chục năm rồi mà giờ mẹ nói con cắt cổ mẹ mẹ chết vì bệnh mà sao đổ thừa là con cắt cổ chứ bà mẹ liền nắm đầu cô đập xuống giường và lớn tiếng tại mày không biết nên mày nói như vậy mày mới cắt cổ tao đây tao đau đớn chừng nào giờ tao về tao trả thù mày khi đó cô hai giật mình thức giấc quá sức kinh hoàng cô liền ngồi hồi tưởng lại và nhớ ra Quả là hồi trưa trong số mấy chục con vịt bị cô giết, có một con vịt sau khi bị cô cắt cổ xong, do cô đưa dao hơi quá tay nên cái đầu nó gần đứt giống như treo lủng lẳng trên cổ. Vậy mà con vịt này không chịu chết ngay mà nó giãy dụa, dùng ra chạy được một đoạn mới ngã giật ra chết. Giờ cô nhớ lại mới thấy cái cổ con vịt ấy lủng lẳng y hệt cổ của mẹ cô trong giấc mơ sau chuỗi lại sự việc cô hai kinh hoàng hiểu ra rằng mẹ mình đã đầu thai thành con vịt đó và chính tay cô chứ không ai khác đã cắt cổ mẹ mình nhận thấy luân hồi này thật là oan trái nghiệt ngã nghiệp sát thật đáng sợ từ đó cô bỏ nghề bán cháo vịt thương hiệu cô hai cháo vịt dần chìm vào quên lãng nhưng ác nghiệp cô đã gây ra cùng những mối oán hận những sự trả thù của những con vật bị giết trong những kiếp sau sẽ còn theo cô không biết đến khi nào mới dứt. Tịnh Am Đại Sư có nói trong bài văn khuyến phát tâm bồ đề Đánh lừa bật máu, ai hay cái bi thảm của mẹ ta Dắt lợn vào lò, đâu biết cha ta đau đớn Hai câu thơ này là một lời cảm thán của Đại Sư từ hai câu chuyện có thật ở Trung Quốc Câu chuyện thứ nhất Khi xưa ở Nam Kinh có một gia đình có truyền thống nuôi lừa Cha truyền con nói Rồi người cha mất đi để lại hai mẹ con phải sống cảnh mẹ quá con côi Mẹ nuôi con khôn lớn rồi cũng tạ thế Người con tiếp tục truyền thống nuôi lừa Một thời gian sau Người con có nuôi một con lừa cái Rồng rã 18 năm con lừa đã cống hiến tất cả sức lực cổng phát cho chủ, không nề hà gian khổ. Nhưng đến khi già quá rồi, mỗi lần chở hàng nặng ra chợ để bán, nó không nhanh nhẹn được như xưa, nên người con thường dùng roi đánh vào lưng lừa rất mạnh để nó đi nhanh hơn. Mỗi lần đánh như vậy, con lừa hai hàng nước mắt chảy dài. Thực chất vì tuổi già nên con lừa không đủ sức kéo Người chủ cứ tưởng con lừa này ăn no rồi làm biếng nên đánh cho nó sợ. Một hôm nọ, người con này nằm mộng, thấy người mẹ đã khuất từ lâu đứng bên đầu giường nói: "Trước kia ân oán nợ nần giữa con với mẹ vốn đã trả đủ, nhưng sau đó, mẹ lại ăn trộm của con 18 đồng tiền vàng, nên mẹ phải đầu thai trở lại làm thân lừa." để trả nợ cho con suốt 18 năm. Con có biết, suốt 18 năm qua, mẹ đau khổ biết giường bao. Mỗi lần con dùng roi đánh vào thân lừa, mẹ đau thấu xương. Đậu đớn hơn nữa là chính đứa con ruột của mình đánh đập tàn nhẫn mà mẹ không nói cho con nghe được. Giờ đây mẹ đã trả xong nợ cho con rồi. Ngày mai này mẹ ra đi trước khi ra đi mẹ về báo mộng cho con mẹ khuyên con rằng kể từ nay con dừng tay lại đừng nhẫn tâm giết hại các loài vật vì biết đâu đó là cha mẹ của con nhiều đời nhiều kiếp chính mẹ của con đầu thai đây mà con nào hay nào biết lại đánh đập tàn nhẫn mẹ suốt 18 năm qua đó giật mình thức dậy người con không biết hư thật ra thế nào cậu ta mới chạy ra chuồng lừa thì biết rằng con lừa già đó đã chết rồi sau đó anh ta bán hết lừa và đi tu câu chuyện thứ hai có một tên đồ tể hàng ngày dắt heo đến lò mổ mỗi ngày giết ít nhất ba con một hôm nọ anh ta ngủ dậy trễ đang trên đường dẫn heo đến lò thịt để mổ. Con heo bóng ghi lại không chịu đi. Anh ta đánh đập tàn nhẫn mà con heo vẫn không chịu đi. Có một khách bộ hành đi ngang qua, bắt gặp cảnh đó, nên bảo Anh cứ để đó, tôi sẽ có cách cho nó đi. Nói rồi người này liền gọi Lý đấu, lý đấu, lại đây. Tức thì con heo liền lại gần người khách. Người chủ bất ngờ hỏi Anh có biết Lý Đậu là tên ai không mà anh gọi vậy? Lý Đậu chính là tên của người cha đã khuất của tôi đấy Anh không phải là dân dụng này Vậy tại sao anh biết và gọi tên con heo là Lý Đậu? Người khách bảo Lý Đậu là con heo này Và cũng chính là cha của anh Do cha anh kiếp trước sát sanh quá nhiều Bây giờ tái sanh lại làm heo để trả nghiệp Tên đồ tể kinh ngạc nhìn con heo, cứng lưỡi không nói được gì, chỉ biết đứng ngay dài ra đó. Khi quay lại thì người khách biến mất. Quá ra người khách ấy chính là Bồ Tát quá thân để chỉ rõ nhân quả, điểm quá cho người đồ tể. Có một sự thật quan trọng mà 99% người đời nay không tin, không biết. Đó là bất kỳ ai sau khi chết rồi sẽ đều phải đầu thai chuyển thế trong sáu nẻo là cõi trời, cõi a tu la, cõi người, cõi xuất sinh, cõi ngạ quỷ và địa ngục. khi có phước kha khá một chút thì sinh lại làm người, kém hơn thì làm cô hồn ngạ quỷ. nếu nghiệp nặng phước ít thì đầu thai thành xuất sinh cũng là bình thường. và khổ một điều nếu đầu thai thành xuất sinh sẽ không đi đâu xa mà thường sẽ đầu thai quanh quẩn chỗ những người thân quyến, bằng hữu, những người có duyên nợ với mình như con cháu, họ hàng, bạn bè, dân dân. Hay những người chủ nợ mà khi còn sống chưa trả hết nợ cho họ. Điều đó có nghĩa là những con vật quanh ta như chó mèo, trâu bò, gà, vịt, dân dân nuôi trong nhà thường là thân bằng quyến thuộc bằng hữu của ta nhiều kiếp trước phước hết nghiệp nặng nên đầu thai thành súc sinh. Vì có duyên nên sinh trong nhà ta, hoặc cách này cách khác được ta đem về nuôi. Thậm chí không cần nuôi trong nhà, ta ra chợ chọn mua những con vật ngoài đó về làm thịt thôi. Do nhân duyên sắp đặt, ta cũng sẽ chọn đúng những con vật có duyên nợ từ tiền kiếp với mình mà mua, chứ không duyên thì cũng sẽ không gặp và như những câu chuyện trên các bạn đã thấy giết thịt những con vật ấy để ăn để bán để đãi khách thậm chí là để làm đám dỗ cũng chính là giết hại những người thân bằng quyến thuộc từ nhiều kiếp của chính mình đó là một sự thật hết sức đau lòng mà không phải ai cũng biết vì rằng đại đa số các con vật không có năng lực báo mộng như trong truyện trên đây cho ta biết chỉ có rất ít những con vật trong kiếp xưa có gieo một chút ít công đức nào đó mới đủ năng lực tâm linh để báo mộng mà thôi. Vì lẽ đó, Đạo Phật vẫn luôn chọn không sát sinh là giới luật đầu tiên mà người đệ tử nào cũng phải giữ gìn. Và luôn hướng cho tất cả mọi người ăn chay để tránh cho mọi người nghiệp chướng nặng nề, tránh đi thảm cảnh oan oan tương báo, cốt nhục tương tàn trong lục đạo luân hồi. Mong rằng ngày sẽ càng nhiều người thấu hiểu được điều này mà dừng tay tạo nghiệp, từ bỏ sát sinh, tránh gieo rắc khổ đau cho chúng sinh, cũng là cho chính mình. Quả báo đáng sợ vào một kiếp nọ, có một vị nhìn giống như tướng quân thời cổ Ai Cập. Những lúc rảnh rỗi đi chơi, Ông quen một cô gái xinh đẹp con nhà thường dân và đem nàng vào doanh trại. Do chiến tranh tàn khốc nên bọn họ không thể thành phu thê như bao người bình thường. Mấy năm sau, trong một lần bị địch quân đánh úp, vị tướng quân này bỏ mặt người đẹp kẹt lại trong dòng dây để tự thoát thân một mình. Do vậy mà số phận cô này rất bi thảm. Kể từ đó nàng đối với tướng quân ôm mối thù hận thâm sâu. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, độc giả có thể tự mình suy ngẫm đối chiếu để hiểu. Người tự sát, lưu di thư và tài sản cho thân quyến, nhưng bị anh nông dân tham lam chiếm đoạt. Này chính là cậu cả. Còn anh láng giềng tân cho mượn tiền mà phải đòi khốn khổ bằng cách nhảy lầu. Này chính là cậu con út của ngài phó cục trưởng. Còn nữ lang ôm hận kia Hiện thời là cô gái văn bảy tống tiền ông Không cần nói ác quý vị cũng biết Tiền thân ngài phó cục trưởng là ai rồi Ông rất tin những chuyện tôi kể là có thực bởi vì khi tôi nói cô gái này có tài xem tay bói toán do tập khí cũ của thời cổ Ai Cập lưu lại thì ông xác nhận ngay đây chính là tài đặc biệt mà cô ta dùng để dẫn dụ trói buộc ông rồi ông hỏi tôi vợ ông hiền lành đáng thương như thế vì sao lại phải gánh chung tội nợ cùng ông tôi giải thích hai vị đã từng là vợ chồng nhiều kiếp và bà đã cùng ông tiêu xài những món tiền bất nghĩa nên phải cùng trả báo tôi bảo ông hãy ở trước phật tha thiết sám hối tội lỗi đối với hai nam nhân xa xưa. Vì họ tụng 49 hoặc 108 bộ kinh địa tạng, càng nhiều càng tốt. Còn phải vì cô gái kia tụng một bộ tâm kinh và 21 bộ kinh địa tạng. Nhất là phải triệt để dứt bỏ đồ mặn, ăn chay trường thì tụng kinh mới linh và chiêu hiệu quả tốt muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Lời Phật dạy muôn vàng chính xác. Hãy nghĩ xem đời này chúng ta tạo đã bao nhiêu nghiệp. Từ vô thị kiếp đến nay, ắt là tội tạo vô lượng vô biên. Bất kể thân phận địa vị bạn cao quý mấy, giàu đến đâu thì nhà nào cũng có những câu chuyện khó nói, những phiền muộn kể không bao giờ hết. Nếu vị phó cục trưởng kia nghe xong mấy câu chuyện tiền kiếp này rồi mà biết đem tâm oán hận người chuyển thành ăn năn sám hối tội lỗi mình thì tất sẽ có ngày hóa giải được mọi nạn khổ kia. Xin hồi hướng công đức kể ra câu chuyện này đến gia đình ông phó, hy vọng cả nhà ông sớm an ổn vui hòa. ếch báo mộng xin tha mạng. Mình tên Nguyễn Thị Ngọc Bích, pháp danh Trần Thiện Ngọc. Mình ở thành phố Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương. Dưới đây là câu chuyện có thực do mẹ mình kể lại. Mình ghi chép lại, mong rằng có thể giúp ích cho quá trình biên soạn sách thiện của ban biên tập nhân quả báo ứng. Và cũng hy vọng có thể khuyên được dù chỉ là một số ít người từ bỏ thói quen sát sinh mà phóng sinh hướng thiện hành đức. Chuyện thứ nhất Ông cố mình, tức là ông ngoại của mẹ mình. Sau giải phóng, nhà nghèo không có gì ăn, ông cố mình hay ra ruộng bắt ếch, nhái nhảy, bù tọt gì nhốt lại, để sáng hôm sau mới làm thịt. Hôm đó, Ông về ngủ thì mơ thấy có 39 vị thầy tu quỳ lạy từ trong nhà ra sân xin tha mạng. Ông cố mình nói, tôi có quyền gì mà tha mạng cho các ông. Rồi ông cố choàng tỉnh dậy, ngỡ là chim bao bình thường rồi ngủ tiếp. Vừa chập mắt thì lại mơ thấy yên như vậy, nên ông tỉnh dậy đi ra sau nhà tìm xem nhưng không thấy ai cả. Chỉ thấy thùng ếch nhái rồi đi ngủ lại cũng vẫn thấy 39 vị quỳ lại xin tha mạng và nói là đang ở trong thùng. Ông cố mình tỉnh dậy ra sao đếm thử thì đúng 39 con ếch trong thùng. Ông lấy làm kinh ngạc, sau đó ông thả ếch ra hết. Từ đó về sau không còn bắt, không giết, không ăn ếch nhái nữa. Chuyện thứ hai Là câu chuyện của ông bà hai tức là con trai và con dâu của ông cố mình kể trên. Bà hai làm nghề bán cá, lương, nên sát sinh cũng không ít. Đêm đó bà nằm mơ thấy có một người phụ nữ mời bà vào nhà uống nước. Sau đó người đó bảo là tiền thân của con lương ấy. Bà hai giật mình tỉnh dậy, toàn thân sợ hãi, bỏ nghề sát sinh, siêng năng đi chùa để sám hối tội lỗi sát sinh. Một hôm trong thùng lương bà bán hàng ngày có một con lương lớn bị đứt đuôi. Bà đập con lương ấy hoài, mãi chưa chịu chết. Phải đợi một hồi lâu rồi nó mới chết để bán cho người ta. Ngón tay bị thương Chuyện phát sinh vào năm 1995 Ngày nọ do tôi không cẩn thận Ngón út trái bị kẹt cửa gây thành vết thương Tôi thấy không có gì đáng lo Nhưng vợ tôi nhất quyết ép phải băng lại Kể từ sau khi học Phật rồi Nhà tôi không có trữ thuốc men chi Do vậy tôi đành lấy chút bông gòn đậy lên vết thương Rồi cột giải băng sơ sài Cốt yếu là để cầm máu mà thôi Chiều đó tôi đến bệnh viện bàn chuyện cùng bác sĩ Hoàng Ông thấy ngón tay tôi băng quá ẩu tả, bèn trịch thuốc, bó lại đàng hoàng cho tôi. Tôi không từ chối, nhưng sau đó tôi trả tiền, thì ông nói Chỉ là chuyện vặt, có tốn kém gì to tác đâu mà ông đòi trả tiền. Tôi bảo Người học Phật như chúng ta, thấy không phải của mình thì một xu cũng không được lấy, huống nữa là lấy nhiều hơn thế bác sĩ quang liền nói xem như đó là của tôi cho ông vì vậy tôi mới chịu thôi không ép ông lấy tiền nữa trước lúc từ giả bác sĩ quang trao cho tôi sắp băng keo cá nhân còn lại gồm chín miếng bảo tôi hãy đem về cất để dành khi cần thì có mà xài cho tiện lợi tôi nhận xong nhất quyết đưa tiền thì ông nói Tôi thường đến nhà ông ăn cơm uống trà. Ông cũng tốn tiền mua thức ăn khoản đãi Vậy khoản tiền này để tôi lo, không được hay sao? Trước lúc quay về, tôi chưa yên tâm nên cứ dặn dò ông mãi. Nhất định phải nhớ trả tiền dùng cho tôi đó nha. Ông cười gật đầu. Hôm sau, vết thương nơi ngón út trái đã tạm lành. Qua hôm sau nữa, thì ngón trỏ phải của tôi lại bị thương chảy máu tôi lập tức lấy băng keo ra xài thầm nghĩ bác sĩ hoàng đưa cho mình mang về cất xài đúng là thật tiện lợi khi con gái tôi tan học về nhà vừa vào cổng nó đã hỏi bà à ngón trỏ phải của ba vì sao lại bị thương vậy tôi đáp do bà không cẩn thận bị kẹt tay nó bảo Không phải vậy đâu Mà bằng dáng trên tay Là do ba mua về hả? Tôi đáp Tiền mua băng là do bác sĩ Hoàng cho Còn tôi vừa nghe lật đật nói liền Nhưng bác sĩ Hoàng không có trả tiền Cũng không lưu tâm gì đến chuyện này Bởi ông cho rằng Mình là bác sĩ của bệnh viện dù có lấy chút bông băng tặng ba thì cũng chẳng hề gì bà ơi chỗ này ba sai rồi giống là ba không nên tích trữ đồ phi pháp để tiện dùng Ba không thấy hiện tại mình đang bị thương tiếp để dùng cho tiện hay sao tôi bảo bác sĩ Hoàng có hứa với ba hẳn hoi mà ông ta không thể nào chẳng trả tiền giúp cho ba Vậy thì bây giờ bà hãy gọi điện để xác minh là sẽ rõ ngay thôi." Thế là tôi gọi điện hỏi bác sĩ Hoàng. đầy tiên sinh, ông có trả tiền băng keo dùm cho tôi không hả?" Bác sĩ la lên. "Ôi trời ơi, chỉ là chút việc cỏn con mà sao ông cứ đeo mãi trong lòng vậy hả? Tôi không còn nhớ tới nữa." Tôi cười bảo ông Nhờ ông anh có nhã ý muốn tôi lấy đại băng về dự trữ cho tiện dùng. Nên quả thực là rất tiện đó. Hôm qua ngón út trái của tôi bị thương mới vừa lành. Thì hôm nay ngón trỏ phải lại bị thương tiếp. Cho sướng với mớ bằng phi pháp ông đưa tôi tích trữ. Này tiên sinh, ông làm ơn làm phước. Màu màu trả tiền dùm cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ phải bị thương 8 lần nữa cho đủ với chín miếng băng cất giữ bất hợp pháp này đó. Nghe vậy, bác sĩ Hoàng lật đợt xuất tiền ra trả ngay. Do tôi dùng băng cứu thương là của công, không phải là của riêng nhà bác sĩ Hoàng, tất nhiên phải trả tiền. Ngày nọ lúc ăn cơm, cánh tay tôi đột nhiên bị đau nhức như bị giật gì kẹp vào. Đau đến tôi phải bật tiếng rên. Còn tôi nói Ba à Trên cánh tay ba con thấy có cái kìm nhổ đinh Vô hình Đang kẹp thịt ba bà có lấy trộm kìm của ai không hả Vừa nghe vậy tôi liền đáp Không phải chỉ có kìm Mà còn các thứ khác Như tua vít, mỏ lết dân dân Nghĩa là nguyên bộ đồ nghề sửa xe đạp Đấy là giàu thuở Mười năm tai kiếp xa xưa Lúc ấy do công xưởng ngưng hoạt động nên vật dụng đồ nghề trong đó ai cũng có thể đem về. Bà cũng lấy hộp đồ nghề sửa xe. Hiện giờ vẫn còn trong nhà mình. Hồi đó con chưa sinh ra. Đây đúng là muốn người đừng biết trừ phi mình đừng làm. Thực là tự làm tự chịu mà tôi nói xong cánh tay cũng hết đau đến nay đồ nghề vẫn còn ở trong sương tôi trở thành giới sư nhắc nhở tôi về luật báo ứng nhân quả tự làm tự chịu những việc nhỏ thế này tôi nghĩ chưa độc giả ắt sẽ có nhiều người phạm phải xin quý vị vào những lúc rảnh rang hãy tĩnh tâm tự kiểm điểm thật kỹ xem mình có lấy của công những đồ thuộc kho xưởng tư nhân hay quốc gia đem về làm của riêng nhà mình hay không? Phải tính luôn cả giấy bút, nghĩa là từ mẫu bút chi cho đến một xu nhỏ. Bất cứ vật nào không thuộc về mình mà lấy thì đều là tội. Quý vị cần phải nhớ ra hết mà sám hối cho đủ. Những đồ vật trót lấy phi pháp đó quý vị có thể quy ra thành tiền, dùng giao diệt, in kinh phóng sinh, làm từ thiện dân dân đều có thể giúp diệt tội. Phải biết, một phần trăm đồng vẫn là một đồng. Chút ác nhỏ, nếu không đoạn dứt mà tích chứa lâu ngày, sẽ biến thành tội to. Vì giọt nước chảy lâu cũng có thể soi thủng đá. Lỗi nhỏ còn phải sám hối, huống chi là tội lớn. Trong xã hội hiện nay, tầm tham sân si của con người rất nặng có thể vì tiền mà làm đủ tội ác đệ tử phật cùng tất cả chúng sinh trên thế giới cần phải từ thắp đuốc trí tuệ lên chiếu soi tâm mình đem lại ánh sáng cho xã hội chuyện đầu thai thành heo ở an giang Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng báo của vợ chồng anh Võ Thanh Đẫm. Tên thường gọi là Úc, 43 tuổi, và chị Dương Thị Trơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chim bao thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách nay 8 năm, khi 78 tuổi do bệnh tai biến trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21 tháng 10 năm 2013, bà anh đẫm hiện về, kêu Úc ơi, bà chết rồi, đầu thai làm heo ở xóm ngoài. Trước mũi của bà có hai lần rạch xuống, đó chính là trâu của bà. Còn ở đùi sau có một cái đem đen. Khi nào tới chuồng thì bà nhảy lên mừng con sáng ra anh đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe thì bị vợ kêu là mê tín không tin sáu ngày sau anh đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ bởi cả ngày phải lo làm thuê kiếm sống nhà anh thuộc diện hộ nghèo có hai đứa con lại bị thiểu năng hai mươi ngày sau khi cha báo mộng lần thứ hai anh đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng ông nói sao bà báo cho con hai lần mà con không đi tìm ba ba buồn ba bỏ ăn nên bị người ta đè ra chích thú vài ngày sau thì ba tôi về báo mộng lần cuối ông nói sao lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba rồi đêm 22 tháng 11, Ba tôi lại về báo mộng cho bà xã tôi. ông nói: vợ thằng út ơi, đi tìm ba đi. bà khổ lắm, bà trông đợi lắm. nghe vậy, bà xã khuyên kêu tôi đi kiếm con heo. nhưng tôi nói: bà đi thì đi, tôi bận đi làm mướn. sáng hôm sau thì tôi đi làm hồ và vợ tôi thì âm thầm đi tìm ống gia. Anh Đẫm kể. Sáng 23 tháng 11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được mô tả trong giấc mơ, một người dân tại đây đã chỉ tới chuồng nuôi heo của chị Lê Mỹ Hạnh. Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng và bất ngờ thấy trong bầy có một con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chiêm bao. Bà xã tôi kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó thì người ta chịu bán với giá 2 triệu rưỡi đồng. Con heo nặng chừng 30 kg và là dạng heo bò có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng, nó nhảy lên đưa hai chân trước, rồi hai lỗ tai nó ngoắt ngoắt khi đưa con heo lên xe chở về nhà thì nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe vậy. Anh đậm nói. Chừng 2 giờ sau khi con heo được chở về nhà anh đậm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh đẫm ngẫm nghĩ có lẽ là mình quên trình cử huyền thất tổ, nên đốt nhang cúng. Cúng xong anh ra sân nói. Bà ơi, con trình cửa quyền rồi, bà vô đi. Lập tức con heo phóng lên cửa và cây tuốt ra sau buồn. Lúc người ta tới coi đông quá, tôi nói Bà ơi, ra chào bà con đi. Thì ổng chạy ra ủi ủi vô dò nhiều người. Thế tôi kêu ổng đi đâu là ổng đi đó. Anh đẫm kể lại Bà Phan Thị sữa nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh đẫm thả con heo ra sân, nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh đẫm cúng vái, thì kêu con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này, nhưng không lý giải được. Chăm sóc ba, anh đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình quá kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn. Ngày mới đem heo về nhà, anh nấu cháo tàu hủ, tức là đậu phụ, thì heo ăn chỉ một chén là ngưng. Mấy ngày sau ngồi chơi, tiện tay thảy bánh tay ra sân thử, thì con heo chạy tới ăn ngấu nghiến. Một ngày, ổng ăn hết một ký bánh, rồi tôi pha nước ra đường cho ổng uống. Trong chim bao, ba tôi kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện ba ngày rồi giết ổng đi để ổng siêu thoát nhưng con heo là cha tôi nên tôi đâu nỡ giết câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lan nhanh dẫn từ các tỉnh đồng tháp kiên giang cà mau kéo đến nhà anh đẫm xem heo cả ngày lẫn đêm Chợ chồng tôi nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy nên tin đó là ba tôi cử chỉ và hành động hơi lạ là tôi kêu gì làm nấy. Khi tôi dăng mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không ị bậy gì trong nhà. Anh đẩm bọc bạch. Bà Phạm Thị Cúc, 68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh, người chủ con heo đã bán cho anh đẩm. Kể Con Hạnh nuôi heo nái để đẻ rồi bắt con nuôi lớn dành bán heo thịt hồi đó tới giờ nó không bán heo con. Nhưng hơn ba tháng trước, trong bầy heo bảy con vừa đẻ, thì có một con lạ, nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy, con Hạnh mới sợ nó bệnh, nên kêu thú y tới chích thuốc. Anh đẫm nằm mộng cũng được cha báo dù chích thuốc này. Khi nó nặng gần 30 kg, thì tường của cái chuồng cao hơn một thước, mà heo cứ phóng ra ngoài nên con hạnh ghét con hạnh nói mặc kệ mày mày phóng ra cho mũi cắn chết luôn vậy rồi cứ tới khuya thì con hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại trong khi cả bầy thì sáu con kia không con nào phóng ra được con heo sau khi về nhà con trai được 41 ngày không bệnh mà tự dưng chết chấm dứt một kiếp làm heo Người bệnh lạ Tôi từng gặp một vị toàn thân nổi đầy ghẻ lở, ung mũ, Rùi nhặn bu quanh, khắp người xong hơi thối nồng nặc, khiến ai cũng lánh xa không dám tới gần. Ngay cả bệnh viện cũng không nhận chữa trị. Tôi hỏi, có phải anh từng làm thầy lang châm cứu? Anh gật đầu đáp, phải. Tôi hỏi, anh đã trị lành cho bao nhiêu người không biết tôi chữa mấy đợt thấy họ không đến nữa thì chắc lành rồi tôi hỏi anh tốt nghiệp bệnh viện nào anh kể mình tự học mà thành tài tôi hỏi bốn huyệt chủ trị các bệnh đau đầu đau lưng đau bụng đau gan là gì anh đáp trực lất tôi bảo tôi là người ngoài nghề mà còn biết rành mấy huyệt bụng thì tam lý lưu lưng thì ủy trung cầu đầu thì tìm liệt khuyết mặt thì hợp cốc thu Dây mà anh là thầy châm cứu lại không biết rõ anh toàn là châm ấu tả tạo thêm bệnh cho người thậm chí còn dùng kim chưa khử trùng khiến họ bị nhiễm trùng Dây mà còn thu phí cao anh xem ngày nay mình anh đầy ghé lỡ chính là do anh làm sai chầm chích bậy bạ tạo thành vết thương gây nhiều thống khổ cho người nếu không thành tâm sám hối thì không ai trị lành bệnh cho anh được tạm thời tuy anh không bị mất mạng nhưng cũng là sống cảnh đền tội đây chỉ là quả báo nhẹ ở nhân gian chết rồi sẽ vào địa ngục thọ báo anh vội hỏi phải làm sao để sám hối tôi bảo hãy nghĩ kỹ xem anh đã làm cho bao người bị thương tích thống khổ thì nhớ mà sám hối không những trong tâm mình phải biết tội mà số tiền thu phí kia anh phải đền bù gấp bội cho họ nếu không tìm ra người để trả thì có thể dùng tiền đó mà in sách thiện hoặc in kinh địa tạng cho người. Cũng cần phải dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường. Mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho những người bị anh làm hại. Hiện tại, nếu anh muốn dùng thuốc mà có thành phần động vật ở trong thì không nên dùng. Nên đặt thuốc trước Phật, rót một ly nước rồi quỳ tụng 21 biến chú Đại Bi xong lấy nước này rửa vết thương giao qua với thuốc mà chữa trị lưu ý 21 biến chú đại bi này người nào ăn chay trường cũng có thể tụng thay cho anh chỉ cần anh dùng tâm sám hối chí thành kiên tâm bền chí dần dần bệnh sẽ lành bệnh có thể hồi phục triệt để hay không là tùy ở nơi anh thực hiện tốt hay không mà thôi Chuyện bà heo năm hợi ở Sóc Trăng Theo sư phó Tú Linh, chùa Mã Tộc tức chùa dơi Sóc Trăng Con heo tên năm hợi chùa nhận vào năm 1989 Khi đó chùa dơi còn khá hoang du, cây cối rậm rạp, dơi bay rợp trời Đấu dày đặc trong giường cây cổ thụ Trong chùa có bà cụ Khiên là người trong nom quét dọn chùa Đêm ấy sau một ngày mệt nhọc vì quét trọn chùa, rễ cỏ ngoài giường, bà Khiên nằm ngủ mê mệt. Trong giấc mơ, Bồ Tát Hiển Linh bảo với bà rằng ngày mai sẽ có một nữ thí chủ đến chùa xin quy y. Bà Khiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Bà trở dậy thắp hương trên chính điện. Bà Khiên tin rằng Bồ Tát Hiển Linh đã thông báo với bà một tin trọng đại sáng hôm sau bà khiên dậy sớm hơn thường lệ vừa quét chùa bà vừa ngó chừng ra cổng xem có ai đến không ngày đó chùa dơi rất vắng lại chỉ có một cổng nhỏ nên ai ra vào bà đều kiểm soát được gác cửa mãi đến tận trưa mà chẳng thấy nữ thí chủ nào như lời bồ tát báo mộng nghĩ rằng giấc mộng không hiển linh nên bà khiên tiếp tục công việc quét dọn của mình bà khiên ngỡ ngàng khi phát hiện ở phía sau chùa trong giường dơi có một con heo cái rất lớn đang ngủ ngon lành không biết heo nhà ai xông vào chùa làm ô uế không gian thanh tịnh nên tức mình bà khiên cầm chổi đập nhẹ vào mông đánh thức nó dậy tuy nhiên bà khiên làm đủ trò mà con heo không chịu dậy cứ ủn ỉn rồi rên la bà phải nhờ mấy du khách dùng que ngoáy vào tay cô nàng mới chịu ngút quắt cái đầu nhưng nó cứ đứng y một chỗ không chịu nhúc nhích một du khách bỗng hét lên heo năm móng bà ơi heo này thiên lắm là cốt tinh của người đấy nói vào chùa là có duyên với nhà chùa rồi ạ à. lúc này bà khiên mới nhìn xuống chân con heo ấy hóa ra là heo năm móng thật heo bình thường có bốn móng khi ấy bà mới giật mình nhớ lại giấc mộng đêm qua thì ra nữ thí chủ đến chùa quy y chính là nàng heo này bà khiên không đuổi heo đi nữa mà dùng nước lá tắm cho vị khách kỳ lạ này như rửa bụi trần nhà chùa nghe chuyện bà khiên kể rồi chứng kiến những biểu hiện lạ của thí chủ mới đến cửa chùa cũng tin giấc mộng của bà khiên là điềm báo của phật vì thế nhà chùa đã làm đủ các thủ tục cần thiết để nhận cô heo vào chùa. Bà Khiên chuẩn bị chỗ cho heo ở. Với nhà Phật, con heo cũng là một kiếp sống, nên nhà chùa đối xử với heo như mọi thành viên trong chùa. Ban ngày nó chạy rong trong khuôn viên, tối chui vào ổ ngủ, và đến bữa thì được các nhà sư mang đồ ăn cho. Thí chủ quy y kỳ lạ đó được mọi người đặt tên là Năm Hợi. Nghĩ rằng nhà chùa có khả năng quá giải nghiệp chướng heo năm móng ba giò, nên người dân quanh dùng dắt những con heo này đến gửi nhà chùa nuôi. Thế là trên trời có đàn dơi, dưới đất có đàn heo uốn à uốn yến suốt ngày. Cũng từ ấy, cô heo năm hợi trở thành đại tỷ của đàn heo đặc biệt tới hơn chục con. Điều đặc biệt là đàn heo không nghịch ngợm, không ủi đất, không phá hoại lung tung, và rất lịch sự, không y bậy bạ ra chùa. Ngày nào cũng thế, bất kể nắng mưa, sáng sớm năm hơi dẫn đầu, đàn em theo sau, xếp hàng thứ tự từ lớn đến nhỏ, lục tục ra khỏi sân chùa đi khất thực. Chúng cứ lặng lẽ đi dọc đường, qua các khu chợ, khu dân cư. Đoạn đường đàn heo đi khất thực dài hơn 3 km, qua chợ Sóc Trăng, vào tận thành phố, rồi trở về chùa đúng lúc nhà chùa sắp tụng kinh. Người dân hai bên đường thấy đàn heo đi qua thì bố thí cho đồ ăn. Có lẽ đã quy y cửa Phật nên chúng rất hiền. Tuyệt nhiên không càng quấy phá phách gì ngoài đường ngoài chợ. Người dân cũng rất tôn trọng đàn heo Nhờ bà lão khi thấy chúng đi qua nhà mình liền mời dừng lại chơi rồi dân trầu và các chú yểm thánh thơi nhai bõm bẻm miệng đó tươi nhìn rất ngộ ở chùa đàn lợn cũng ăn theo chế độ ăn ngọ tức là chỉ ăn uống trước 12 giờ mỗi ngày sau giờ đó là không ăn gì nữa khẩu phần ăn của chúng đơn giản như các nhà sư khất thực được thứ gì thì ăn thứ đó Đồ ăn chủ yếu là đồ chay Thế nhưng chẳng hiểu sao chúng lại lớn rất nhanh Cô Nam Hợi đã kích cỡ khổng lồ nhất Nặng đến 400 kg Trong lừng lửng như một chú voi con Nam Hợi ở chùa được 7 năm thì viên tịch vì tuổi già Sư phó Tú Linh của chùa Mã Tộc cho biết Cuối năm 1996 Nam Hợi chọn một nơi yên tĩnh ở góc giường chùa Nằm nghỉ rồi quá một cách thanh thản như thể tránh cho du khách viếng chùa khỏi trông thấy hình ảnh buồn chính những biểu hiện kỳ lạ này mà khi năm hợi chết nhiều người đã đến hương khói cúng vái và họ đều xưng hô là cô năm hợi sau khi năm hợi cũng như những anh chị heo khác ở chùa chết cũng đều được các sư chôn cất trong nghĩa địa sau chùa lễ mai táng cũng đầy đủ thủ tục như mai táng người đã khuất. Sau khi năm hợi quá một ngày, có người đàn bà từ Sài Gòn tìm đến chùa, nước mắt sụt sùi bảo với các nhà sư. Nhiều lần người mẹ quá cố của con báo mộng rằng mẹ con đầu thai làm heo, tên là Năm Hợi, sống ở chùa Mahatup tức là chùa dơi, chùa Mã Tộc. Còn mong các nhà sư cho con được làm lễ cầu hồn để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Nhà chùa đã đồng ý để người phụ nữ này đạt được ước nguyện. Lễ cầu siêu hoành tráng xong xuôi thì người phụ nữ này chỉ đạo thợ xây ngôi mộ, vẽ hình một con heo béo tốt lên bia, ghi tên, năm hợi, với cả ngày hóa. Vải Dư Năm 1992, có một phụ nữ ở nông thôn bị đau bao tử nhiều năm không lành. Mẹ chồng cô đến hỏi Quả Lâm. Quả Lâm đáp Y phục các bé và nội y nhà các vị được may bằng đủ loại giải hết, có phải không? Bà đáp Dạ phải, là con dâu tôi may. Nó là thợ khéo tay mày giỏi nhất nhà chúng tôi." Quả Lâm lại hỏi, "Có phải đồ này được mày từ số giải dư không hoàn trả khách mà ra?" Bà đáp, "Thở đời này có thợ may nào mà không ăn giải thừa chứ hả?" Quả Lâm bảo, "Tiền may cũng đã tính và thu phí rồi, thấy giải dư nhiều thì phải hoàn trả, trừ phi khách nói không cần, chịu biếu cho." Nếu lấy của người tùy tiện như vậy thì là trộm. Muốn bệnh lành cần phải sám hối và phải xuất ra số tiền tương đương để làm việc công ích. Bởi vì xài trộm vật dư của dân làng thì phải làm công ích cho dân làng. Như vậy bệnh mới lành. Lợi dụng tín nhiệm người khác xài trộm của người bao gồm kẻ làm nghề xây dựng mà trộm vật liệu thì phải tính từ con ốc, đinh vít, đến sơn tường vân vân nếu cứ lấy đại đem về tu bổ nhà mình làm công mà trộm đồ chủ thì những của lấy trộm đó cho dù là người không biết thì sớm hay muộn gì quả cũng sẽ trổ trên thân thôi lúc đó tổn thất phải gánh nếu đem so với những món đồ mà mình nổi tâm tham chiếm lấy tính ra còn nhiều hơn dạng bội bởi nhân ác đã trồng dẫu không trả đời này thì cũng phải trả ở đời sau cũng có thể xảy ra các tai nạn bất ngờ như bị người trộm bị dọa nạt trấn lột hoặc bị lửa thiêu cháy rụi tài sản bất kể bạn hành thiện hay tạo ác chi đều là xuân gieo một hạt thu gặt trăm hạt nếu đã minh bạch lý này rồi thì phải lo tận lực sám hối cho tiêu tội nên đem những đồ tài vật mình từng trộm cắp quy ra thành tiền dùng vào việc ích lợi cho quốc gia nhân dân khi bồi hoàn phải tính thêm tiền lãi vào đấy nếu làm được vậy thì có thể xóa tội tạo thành lợi chung trong lòng bạn chẳng cần nhớ mình đã làm việc tốt gì mà chỉ cần nghĩ mình phải hoàn trả nợ đủ chưa và biết xin tâm sám hối thì trong tương lai oán kết ắt sẽ tiêu tan chuyện người buôn lợn cạnh ngôi chùa ở biên hòa cách đây đã lâu có một bác đồ tể chuyên mua lợn về giết thịt để mang bán ở chợ nhà bác ta bên cạnh một ngôi chùa ở biên hòa Hàng ngày, vào lúc mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa theo lệ thường thức dậy tụng kinh. Và cũng theo lệ thường, sư cụ thúc chú tiểu dậy, gõ một hồi chuông mai. Bây giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lợn, cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng thức dậy làm việc hàng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày ấy, không bao giờ sai lạc. Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình, rồi vái lấy vái để. Miệng nói, xin cứu mạng, xin cứu mạng, rối rít. Sư cụ hỏi người đàn bà, À gì đào Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây? Người mẹ có bộ điệu hải hùng ấy trả lời, Ngày mai xin hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại. Như vậy mẹ con chúng tôi rất đội ơn. Nhà sư tỉnh dậy không hiểu thế nào cả. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, dân theo lời báo mộng, sư cụ chỉ lâm trăm đọc kinh cầu nguyện mà không thúc chú tiểu dậy thỉnh chuông. Lại nói chuyện hôm ấy, bác đồ tể ngủ một giấc ly bì, mãi đến lúc mặt trời lên chừng một cây xào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu gian rền làm cho bác giật mình choan dậy. Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết lợn như thường lệ. Vì nếu làm thịt thì khi đưa ra đến chợ, chợ đã vắng người rồi. Tức mình vì lỡ mất buổi chợ, bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ. Sư cụ cho biết câu chuyện nằm mộng đêm qua để phân trần với ông hàng xóm, không phải lỗi tại mình. Nhưng lúc bước chân về chuồng lợn của nhà mình, thì bác Đồ Tế ngạc nhiên thấy con lợn cái trong chuồng mua ngày hôm qua toàn giết thịt sáng đó, đã đẻ được 5 con lợn con. Vừa mừng vừa sợ, bác ta kể cho mọi người biết sự việc lạ lùng. Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn cái đã tìm cách cứu bài con của mình khỏi chết. Tự nhiên bác Đồ Tế đâm ra suy nghĩ bác thấy bàn tay của mình đã từng váy máu biết bao nhiêu là sinh mạng trong một lúc hối hận đến cực điểm bác ta cầm cả con dao bầu chạy sang chùa bộc bạch nổi lòng với sư cụ bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa thề trước phật đài từ nay xin giải nghệ Sáu chuyện nhân quả Gần đây có một vị họ trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thân chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thực, là người thực diệt thực có bằng chứng hẳn hoi. Xin công bố ra để thế nhân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, dân làm các điều lành. Nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn. Đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không chút do dự, dùng truy sắt đập mạnh vào đầu nó. Còn chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm tiếp tục nện tới tấp cho đến khi đầu dở máu tuôn chó hết dãy dụa tôi mới dừng tay còn nữa nếu như tình cờ gặp con rắn nào thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được rồi dùng đá đập nát đầu rắn trước khi chết con rắn không ngừng dãy dụa lăn lộn thống khổ tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì lòng chẳng có chút xót thương chẳng chút áy náy về hành động bất nhân tàn độc của mình sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ bảy năm trước tôi công tác tại đội làm đường nọ thì một chiếc xe đang thi công đội ngột thoái lui tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não phải nhập viện điều trị rất lâu mới hồi phục sau đó chứng đau bao tử bộc phát tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ chữa trị uống đủ thuốc đông lẫn tay nhưng vô hiệu cuối cùng bất đắc dĩ tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó mèo, rắn, rùa, rết gà, vịt, dân dân phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng mới có tác dụng kết quả tôi hài chết thêm nhiều sinh linh nữa nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc bệnh tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng vì vậy phải phẫu thuật bao tử tôi bị cắt bỏ hơn hai phần ba ruột cũng bị cắt bớt một khúc đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xưởng sợ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy chảy máu không ngừng đau thấu tim gan tôi kêu la thảm thiết suýt nữa thì ngất đi khi nhìn thấy tay nát máu chảy ngón tay rung lẩy bẩy không kềm được bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn giết chó máu nhuộm đỏ khoảng sân nhân đấy bắt đầu tự hỏi Tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật. Vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh hay chăng? 2. Trần Lão Gia Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần, trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể. Cha cô là Trần Lão Gia, có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá mỗi khi dùng bữa nếu trên bàn có cá thì luôn mất mắt nó ăn khen rằng rất ngon ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá nhất là cá với con sống thì ăn mới khoái khẩu sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được sau đó mắt của ba cô mù hẳn bác sĩ bèn lấy nó ra thay vào một nhãn cầu giả năm sau con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh không bao lâu thì mất thị lực hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng ba ác bá hút của anh em họ trần tôi có một bạn học họ trần anh là quân nhân mỗi lần nghỉ phép về nhà anh và em trai thường đi câu cá lên núi săn bắt các động vật hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro, đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sợ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc dập mà cãi gây cùng vợ một trận dữ dội đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. 4. Anh bạn xà thủ nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hệ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay là không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ ngợi khen. Năm ngoái trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nên thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ. Ốc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Quá ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp, có tài xạ thủ nọ. Năm khi oan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn ba bữa liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức cùng năm ba bạn nhậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric nên tay chân biến dạng cong queo hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rửa dù ông đi khắp nơi cầu trị nhưng không chữa được lần nọ ông sơ ý bị té gãy xương đùi ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế theo lời người nhà kể vài ngày trước khi lâm chung ông thường run rẩy kêu thét quảng sợ có người muốn bắt tôi đi Có người muốn bắt tôi đi Họ đòi làm bạn với tôi Khiến ai nghe cũng nổi ốc 6. Cẩn thận khi thầy thốt Ở quê tôi, các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo Lần nọ anh bán giải chở hàng vào thôn Các phụ nữ bu xem Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem Rồi luôn phiên bình phẩm Nhưng không ai mua Người bán thấy vậy bên thu giải về Nhưng khi kiểm hàng Anh phát hiện bị mất một sắp giải Lúc này ai cũng nói mình không có lấy Trong đám phụ nữ Có một chị không những hung hăng xác định Mình không lấy Mà còn thầy đọc như sau Tôi mà có lấy giải như mấy người nói thì sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng, đáng sợ vô cùng. Chuyện các vũ trường Mười năm trước, quê tôi có rất nhiều quán bar, vũ trường. Bên ngoài là nơi nhảy nhót khiêu vũ, nhưng thực chất là kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Bởi bên trong có cơ sở ngầm, bán nhiều chất gây nghiện, kiềm phục vụ tình dục, chuyên mồi chài gà gẫm dân bẫy dụ khách ăn chơi xa đà. Các vũ trường này làm ăn rất phát, giám đốc nhờ vậy mà giàu sụ phất to. Mười năm trôi qua, bây giờ nhìn lại, các tụ điểm ăn chơi này sớm đã trắng tẻo lạnh tanh, suy sụp hết cả. Giám đốc Khang, chủ vũ trường X, bây giờ khoảng 60 tuổi, vẫn còn làm việc, nhưng đang thiếu ngân hàng và tư nhân khoản nợ lớn. Từ lâu đã phải gán nợ trừ nợ và đang ở bên bờ vực phá sản. Ông Khang còn bị ung bướu thời kỳ cuối, gia đình tan nát từ lâu hiện sống trong cảnh cô khổ đơn độc. Ông có hai con, một trai một gái, nhưng con trai nhập băng xã hội đen làm chuyện xấu nên bị chính phủ bắt nhốt mấy lần, đến giờ vẫn còn ở trong ngục. Con gái thì mê đánh bạc nghiện ma túy, làm điểm bán thân cho người mua vui. Phần giám đốc B, giờ đã 50 tuổi, nhưng vũ trường và cơ sở phục vụ tình dục của ông đều bị xóa, phải ra ngoài làm thầu công trình, nhưng lại bị người gạt lừa mấy mươi dạng, đến nay vẫn chưa thu được tiền. Cuối cùng là quán Ba Y, nổi tiếng là chốn ăn chơi lộng lẫy hào qua. Có thể nói, vào mùa hè năm 2005, quán phất lên tột đỉnh, lên như diều gặp gió. Vậy mà khi không lại xảy ra một trận đại quả quạng, khiến quán bà này bị thiêu trụi, tổn thất hơn 200 dạng. Hiện tại giám đốc còn thiếu nợ um sùm, phải bôn đào chạy trốn. Còn nữ giám đốc họ lưu, hồi trẻ bà cùng chồng mở vũ trường kiêm cơ sở bán dâm, kiếm hơn trăm dạng tiền đen. Tại địa phương chúng tôi thời đó, họ góp phần làm nhiều gia đình tan nát. Bản thân bà Lưu rất có tài làm ăn, nên nhanh chóng phất lên dầu sụ. Nhưng cảnh sướng không hưởng bền vì chồng bà đã cùng một vũ nữ xinh đẹp nắm tay nhau trốn đi xây tổ uyên ương bỏ lại mình bà đơn độc nuôi con. Không bao lâu bà xa giàu bài bạc tiền thua càng lúc càng nhiều. Chỉ trong vòng 7 năm cả gia sản đồ sổ bị tiêu sạch. Hiện tại bà còn thiếu nợ lãi cao bị xã hội đen ép ngặt thúc đòi rất khốn khổ điểm sơ qua số phận các giám đốc quán ba vũ trường. Thấy rõ, do họ sống chuyên vào nghề tài dâm, ức hiếp người mà phát tài. Mới đầu thấy như thu lợi to, được giàu sụ, nhưng thực chất sau này họ bị lỗ khủng khiếp. Phải hiểu là, ngày đời hiện tại mà họ được giàu sang, có nhiều tài sản, là nhờ bản thân trong quá khứ đã từng tích lũy phúc đức sâu dày. Vì vậy, trong kiếp hiện tại, tuyệt đối không nên khởi nghiệp bằng phương thức tà mà nên làm ăn đàng hoàng, tức là chánh nghiệp. Như vậy mới gọi là biết kinh doanh, kiếm tiền chân chính. Nếu làm giàu bằng phương thức bất chính thì chắc chắn không thể giữ tiền lâu, chưa kể còn rứt thêm ác nghiệp sâu dài giàu thân. Phải biết, đồng tiền mà hung nhập, ác sẽ hung xuất. Tiền đến đã không sạch, thì khi đi cũng không thoải mái hơn nữa những khổ nạn ta chứng kiến bọn họ phải chịu kia chỉ mới là qua báo quả báo thực sự vẫn chưa bắt đầu chuyện của ba tôi ba tôi kể vào thời đất nước đang lửa bỏng dầu sôi ông là một sinh viên Lúc đó có hai đảng phái chống đối nhau. Đảng A ném bom vào trường khiến người bị thương vong rất nhiều. Nhưng ngày đêm trước khi xảy ra thảm họa, ba tôi tình cờ nhìn thấy một con dơi đang bị đuối nước trong ao. Đồng lòng xót thương, ông liền đi kiếm cây sào thả xuống cho dơi bám vào, đu lên mà được toàn mạng sống. Sáng hôm sau thì đại quả bùng phát, bà tôi từng mắt chứng kiến các sinh viên quanh mình bị bơm dội lớp chết lớp bị thương một bạn học của ông bị dở đầu não văn tứ phía ngay trước mắt ông bà tôi may mắn được bình an không sao tất nhiên ông có thể tự mình trốn thoát nhưng nhìn thấy các bạn học đang bị thương nên ông không nỡ bỏ mặt tự nguyện ở lại lớn tiếng kêu gọi mọi người cùng hợp sức cứu thương do vậy mà cuối cùng ông cũng bị đảng khủng bố bắt. Họ nhốt ông suốt gần một tuần không cho ăn uống. Đến ngày thứ sáu, ông thừa lúc băng canh gác sơ ý. Từ lầu ba, ông nhảy qua cây cột điện cách đó gần hai mét. Từ xuống đất, thoát thân. Bà tôi kể lại chuyện này với vẻ hờ hững, bình thản như chuyện của người ta. Xong tôi khó mà hình dung ra cảnh. Một người bị nhốt suốt sáu ngày không cho ăn uống vẫn có thể dùng ý chí kiên quyết và sức mạnh để thực hiện màn nhảy lầu. Lỡ như ba tôi nhảy trật không ôm trúng được cột điện hoặc xui xẻo bị điện giật thì ắt là giờ này không thể có tôi ngồi đây để viết ra câu chuyện này. Ba tôi luôn nhắc nhở Trên đầu ba thước có thần linh vì vậy con sống phải biết hành thiện tích phúc. Tầm lúc nào cũng chứa thiện niệm đừng chơi thiện nhỏ mà không làm đừng cho ác nhỏ mà mạnh tay làm. Lời phụ thân dạy tôi luôn ghi khắc trong lòng. Tôi rất hãnh diện vì tấm lòng và cách sống của ba tôi. Bình Từ việc cứu con dơi bị đuối nước trong ao, đến quyết tâm không chạy trốn, nhất định ở lại chốn nguy hiểm để cứu thương các bạn học. Đủ để ta nhìn ra tấm lòng từ bi hiện thiện của người cha trong câu chuyện. Người có tâm linh như thế lẽ nào con đường của ông lại rơi vào tuyệt lộ được chứ? Con cá ngát Tôi sinh năm 1982 Ngay từ thời bé tí tôi rất có hứng thú đối với Phật Pháp Mười mấy tuổi thì bắt đầu tiếp xúc Phật giáo Lúc xem lục tổ đàn kinh thấy dễ hiểu đối với kinh văn rất ưa thích. Nhưng bản thân nghiệp chướng còn sâu nặng nên tôi chưa thực sự tu trì. Bởi dù có xem sách kinh, tôi chỉ hiểu cạn cợt bên ngoài. Mãi đến năm 2009, tôi có duyên lành gặp thầy tịnh không nghe giảng kinh vô lượng thọ và cánh cửa lớn về con đường sinh mệnh mới bỗng đại khai trước mắt tôi. Lúc đó tôi tập tu niệm Phật nhưng phát tâm chưa đủ mạnh, trì niệm không liên tục và hay gián đoạn, tâm tiến thủ không tăng. Mãi đến sau khi trải qua kinh nghiệm báo ứng rồi, tôi mới thực sự thay đổi trên đường tu. Mùa đông năm 2009, tôi theo chú đến thẩm quyến tạm trú. Chú rất ưa câu cá. Một chiều nọ, chú câu trong hồ được con cá ngát nặng 8 kg đem về nhà. Tôi hớn hở ra tay giết nó Thật sự xấu hổ vì tôi quá ngu si. Khi tôi đập đầu nó liên tục bảy tám cái, nó dãy dụa rất dữ. Lúc đó trong lòng tôi niệm sân bừng khởi, muốn trừng trị nó cho hả giận, nên thẳng tay xuống đào. Ba ngày sau, tối đó tôi nằm ngủ, đang mơ màng, thì bỗng cảm giác như có một đôi tay to lớn, không ngừng đấm nện véo ngắt tôi. Còn dùng thân thể quái dị cực nặng của nó đè lên tôi. Trong lòng tôi rất sợ, nhưng không biết làm sao. Tôi dội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tôi niệm mãi, không dám nghĩ gì khác. Khoảng 10 phút trôi qua, thì thấy bên ngoài cửa sổ, phía trước tôi, xuất hiện ánh bạch quang, dần sáng này không chói mắt, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, lòng trở nên an tĩnh và từ dung đức Phật hiện ra. Trang nghiêm vô tả. Trước Phật còn hiện ra một ao nước. Bên trong có rất nhiều hoa sen, mỹ lệ vô cùng. Ngày giây phút đó, tất cả quảng sợ trong lòng tôi đều tan biến. Trải qua kinh nghiệm này rồi, tôi hiểu rõ nhân quả có thực không dối. Nếu không nhờ Phật Bồ Tát cứu, ắt tôi đã gặp rắc rối lớn. Thấy là tôi dũng mãnh sám hối hành vi sát sinh, tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh bị mình giết qua kinh nghiệm này tôi tin phật bồ tát luôn ở bên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp chỉ cần ta nhất tâm tu hành niệm danh hiệu ngài miên mật thì cảm ứng sẽ phát sinh sẽ được uy lực các ngài gia trì che chở kể từ đó tôi phát khởi tính tâm kiên cố đối với phật pháp lý nam con tôi. Tôi nhớ có người từng hỏi Đức Lạc Ma, hiện thời Trung Quốc mỗi năm có 15 triệu phụ nữ phá thai, Ngài sẽ nhắn nhủ gì với các vị này? Lạc Ma nói, Đừng để mang thai, hãy dùng đủ phương pháp để không phải mang thai. Nếu như đã mang thai thì không nên phá, bởi vì sinh mệnh bạn đang mang đó rất có thể là người bạn cực kỳ yêu thương, hoặc là người rất yêu thương bạn. Chúng ta không thể biết trước được, bởi vì hiện tại ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến trách nhiệm phải lo cho đứa bé mà không hề biết là nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Bản thân tôi suýt nữa cũng phá thai và đánh mất con, nhưng hiện thời bé đã được 5 tuổi rồi đối với tất cả chuyện này tôi thấm thía khắc ghi tận xương tủy lúc mới hoài thai tôi không hay biết chỉ cảm thấy rất mệt thèm ngủ một ngày có thể ngủ đến 18 tiếng so với người bình thường mỗi ngày ngủ 6 tiếng thì sự thay đổi quá cỡ của tôi khiến ông xã phát quản thế là anh chở tôi đi bệnh viện khám đến viện trung y của bệnh viện đồng thiện ở Kuala Lumpur Bệnh viện này là bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Mã Lai, hồi đủ ba viện, trung y, tây y và học viện. Viện trung y hàng năm đều có học giả Trung Quốc đến trận khám giao lưu. Lúc đó, viện trung y có bác sĩ tụ tập đông nhất. Một bác sĩ Nam Kinh bắt mạch cho tôi, không thấy hiện tượng mang thai, nên ông bổ cho tôi 10 thang thuốc. Tôi dùng được hai thang thì tối đó bỗng nằm mộng, thấy trên trời rơi xuống một đóa hoa sen vàng ống ánh chói lọi. Thức dậy tôi cảm thấy rất lạ kỳ, liền đi mua que thử thai. Trời ạ, à, rõ ràng hiện hai vạch, vậy là có thai rồi. Làm sao đây? Bởi không biết mình mang thai nên tôi đã cùng chồng đi máy bay suốt bốn tiếng. Ai cũng biết áp lực không trung rất bất lợi cho thai nhi. Không những thế, Tôi còn đi dự tiệc và uống rất nhiều rượu vang, chưa kể còn uống thuốc ngừa nữa. Vì vậy tôi nghĩ đến lưu đứa bé lại, tôi e rằng nó sẽ không khỏe mạnh mà loại bỏ đi. Thật quá bất nhẫn, tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi quyết định cùng chồng đi đến viện Tây y của bệnh viện Đồng Thiện, hỏi bác sĩ xem sao. Với đồng thiện là y diện rất có danh tiếng. Các bác sĩ vào đây làm bắt buộc phải có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi. Đa số họ đều du học từ Anh Quốc hay Canada về. Chúng tôi chọn bác sĩ như Dĩ Vân. Ông khoảng hơn 50 tuổi, đã từng du học và tốt nghiệp hạng ưu tại Canada. Rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi kể tình huống mình cho bác sĩ nghe lúc đó tôi thiên về khuynh hướng loại bỏ thai nhi bác sĩ dư nghe xong trầm ngâm một hồi rồi bảo tôi không dám nói là cháu bé này sẽ khang kiện nhưng tôi tin sức sống của bé rất mạnh mẽ nếu hai vị chẳng muốn lưu đứa bé thì xin tìm nơi khác vì xưa nay tôi chẳng bao giờ làm công việc nào phá thai nếu các vị chọn phương án lưu bé lại thì ngày mai hãy đến gặp tôi tôi và chồng bàn bạc bà một ngày Cuối cùng thì quyết định đành cắn răng lưu đứa bé lại. Bé được 3 tháng thì tôi đi bệnh viện khám. Thấy trên màn hình bé cử động không ngừng. như bác sĩ mỉm cười bảo Chà, là một cục cưng rất lành lẹ, linh hoạt đó nha. Vậy là tốt rồi, xem như thai nhi mạnh khỏe. Sau đó ông chỉ vào các điểm trên màn hình giải thích đây là xương sống, tay, chân, dân dân. Trong chớp mắt tôi cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ. Có lẽ nhờ biết thai mạnh khỏe, cũng nhờ tôi giỏi anh văn nên hôm đó khám xong. Tôi còn trò chuyện rất hào hứng với bác sĩ và phát hiện ra vì bác sĩ này quá không tầm thường. vừa bác sĩ là hậu duệ đời thứ hai của người qua, tốt nghiệp đại học ở Canada xong thì ông về nước, làm việc tại bệnh viện này. Tính ra đã hơn 20 năm Bác sĩ nói tiếng Anh và tiếng Mã hết sức sành sỏi. Ông còn là một hành giả tu mật tông rất chí thành. Ông kể vào năm 2004, nước Thái Lan bị trận đại sóng thần. Lúc đó nơi này cần đoàn bác sĩ đến trợ giúp gấp. Do công dân hai nước Mã Lai và Thái Lan có thể tự do lưu hành qua lại, nên bác sĩ Dư liền lấy xe nhà đi thẳng đến đảo Phổ Kết, tức Phuket. Bất kể là chữa trị cho người bị nặng hay khiên dời xác chết, ông đều dốc toàn tâm toàn lực để giúp. Ông làm công tác cứu hộ ở đây ngót 5 ngày. Sau khi quay về, cũng không kể cho ai nghe nghĩa cử này. Hôm nọ ông đến bái kiến sư phụ là một cao tăng lạc ma. Ông không cho tôi biết tên của ngài. Sư phụ vừa nhìn thấy ông thì bảo Vừa rồi con đã làm gì mà có quá đông người đi theo phía sau vậy? Họ đều là người ngoại quốc. Nghe vậy, ông ngơ ngác nhìn sư phụ, vì thấy trong phòng hiện giờ chỉ có hai thầy trò mà thôi. Sư phụ mỉm cười nói tiếp. Ta nói là chỉ đám người đang theo phía sau ông kìa. Ông kinh ngạc sững người ra, sự nhớ lại ở đảo phổ kết suốt năm ngày, ông đã giúp xử lý gần 200 thi thể, hơn nữa những người gặp nạn đều là du khách tây phương sư phụ lại cười bảo bọn người này đối với ông hoàn toàn có ý tốt nên không có gì phải lo ngại bác sĩ kể tôi nghe xong thì bảo là sau việc đó ông bắt đầu tin trên đầu ba thước có thần minh phải trân trọng tất cả mạng sống đó là lý do ông kiên quyết không hành nghề phá thai Thời gian dần trôi qua, tình cảm trong lòng người mẹ cũng dần tăng trưởng. Tôi vẫn còn âu lo cho bé, nên đi thiên hậu cung rút thẻ xăm. Thiên hậu cung vốn có tên là Hải Nam Hội Quán, do các hộ duệ người qua hùng tiền xây dựng nên, xem như từng viên gạch cộng cỏ trong đây đều không dùng một xu của chính phủ. Bởi do người Hải Nam kiến lập, cho nên trong đây cúng thờ thánh mẫu nương nương nghe nói thẻ xăm ở đây cực kỳ linh đến nỗi sau này tên hải nam hội quán bị người ta quên lãng ngược lại tên thiên hậu cung càng lúc càng nổi như cồn khi tôi rút thẻ tôi khấn thầm điều mình muốn hỏi kết quả trên thẻ ghi là bạn đã có thai xin thỉnh thiên thần hộ vệ lòng tôi có chút ngạc nhiên thầm nghĩ chắc là vô tình trùng hợp mà thôi Thế là tôi lại rút tiếp một thẻ khác, lại ra đáp án y như lần trước. Tôi cảm thấy dường như trong vô hình trời cao đang muốn hậu đãi đứa bé này. Hiện thời tôi cần phải quan tâm chăm sóc cho bé. Chấp mắt thai nhi đã được 9 tháng. Do tôi tẩm bổ quá nhiều dẫn đến phát sinh cao huyết áp nên phải đi kiểm tra nhiều lần. Lúc trận khám cuối cùng bỗng gặp một đoàn rất đông bác sĩ và các y sinh của học viện vào tham khảo trong đây có một nữ bác sĩ ấn độ tên là ami là giảng sư dạy tại học viện lúc này màn hình hiện rõ chính diện đứa bé chúng tôi đồng thấy rõ nữ bác sĩ ấn độ mỉm cười nói một bé trai chính tôi cũng nhìn thấy vậy nhưng tôi vẫn hỏi lại mấy lượt cho bảo đảm là con trai Bác sĩ chắc thế chứ Xin cầm đoan là đúng như thế Mọi người đều khẳng định như vậy Bác sĩ Dư chụp siêu bi cho tôi Ghi tư liệu Do tôi có thai Nên chứng cao huyết áp mỗi lúc càng tăng Nên cuối cùng bị quyết định là phải sinh mổ Sẽ phẫu thuật vào lúc 9 giờ 30 phút Ngày mùng 6 tháng 12 Nhưng một ngày trước khi mổ Tôi đã mơ thấy giấc mộng rất lạ Bà ngoại tôi thỏa sinh tiền sống rất thiện lương. Bà đã qua đời 20 năm rồi. Thỏa giờ tôi chưa từng mơ thấy bà. Nhưng tối đó tôi mơ thấy mình đến nhà thờ tổ tiên. Ông ngoại tôi đang nằm trên ghế dài. Còn tôi ưỡng cái bụng thè lè đứng cạnh bên. Nhưng dường như ông không trông thấy tôi. Bà ăn vẫn cực kỳ xinh đẹp thanh khiết. Đầu đội mão có đính viên ngọc màu xanh lục mỗi bên tai xỏ hai lỗ đeo hai bông tai cũng là bảo ngọc màu lục tuy đang nằm mơ nhưng tôi nhớ rất rõ điều này vào thời trung quốc cổ đại không phải tai ai cũng có thể tùy tiện xỏ nhiều lỗ và đeo nhiều bông tai chỉ người có thân phận cao quý mới có quyền xỏ nhiều lỗ đeo nhiều bông tai sau khi bà qua đời mẹ tôi từng nhờ người xem giúp bà sinh về đâu thì có được đáp án là bà ngoại tôi nhật cả đời sống thiện lương tầm tốt lành nên đã được lên cõi cao tu hành rồi bây giờ tôi nhìn thấy bà ăn mặc tôn quý như thế xem ra người ta coi không sai có điều là dường như bà không nhìn thấy tôi lúc này ông tôi cầm gậy chỉ vào bà hỏi đến đây làm chi bà trả lời nhấn mạnh hai lần Tôi muốn quay về, tôi muốn quay về. Bà đáp xong thì tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầy mình. Nhìn đồng hồ thấy đúng 5 giờ 30 phút. Do không thể ngủ tiếp được, tôi liền chuẩn bị hành lý đi tới bệnh viện. Trước đó đã định là 9 giờ 30 phút mổ sinh cho tôi, nhưng ngay lúc này lại xuất hiện bà nhất định cản lại, làm khó nên bác sĩ buộc phải điều đình thương lượng cùng tôi. Tôi nói Được, tôi đợi một chút cũng không sao mà. Ai ngờ gần 12 giờ thì con gái tôi sinh ra. Lúc bé chào đời, chồng tôi không ngừng chất vấn bác sĩ. Sao trước đó lại nói là con trai? Dư bác sĩ rơi vào tình thế khó giải thích, đành xin lỗi, nhận là ông khám lầm. Lúc ấy tôi cũng tin là khám lầm. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy tuyệt đối không thể là khám lầm. Bản thân dư bác sĩ có bề dày kinh nghiệm mấy mươi năm, tạm thời tôi không nói làm chi. Nhưng lúc đó tại hiện trường có rất đông người chứng kiến, ai cũng đều nhìn nhận và xác quyết giống như nhau. Ngay cả nữ bác sĩ Ami từng giảng dạy về khoa phụ sản hơn 10 năm và các chuẩn bác sĩ lưu học ở đây nữa một người xem thì có thể lầm, nhưng cả đoàn đều lầm hết thì quá vô lý. Cho dù có khám lầm đi nữa, vậy thì trái ớt của đứa bé trong hình giờ vẫn còn nhìn thấy rõ mồm một từ đâu mà có. Do vậy bác sĩ nhận mình khám sai là điều không thể. Tuyệt đối không phải khám sai. Điều ly kỳ nhất là giái tai con gái tôi hiện mờ mờ đường nét như đã từng xỏ hai lỗ có đeo bông rồi vậy? Lẽ nào đứa bé sắp sinh là trai, nhưng khi bà tôi quyết định trở về thì thai kia quá thanh nữ? Đây chỉ là những nghi vấn âm thầm trong lòng tôi mà thôi. Bé đầy tháng thì tôi đến thiên hậu cung rút thẻ xăm để xem giận mệnh bé thế nào. Bởi lúc bé sinh ra chỉ có 2 kg rưỡi, thuộc dạng thể trọng yếu, lại thêm do tôi phải uống thuốc trị cao huyết áp nên lòng có chút lo lắng về bé. Kết quả trên thẻ ghi Hồng quang trên đầu chiếu, quý nhân dáng lâm nhà. Lúc con tôi sinh ra là gần 12 giờ trưa, đúng là hồng quang chiếu trên đầu a. À. Lúc bé gần một tuổi, hôn nhân tôi phát sinh xung đột, dẫn đến vô phương duy trì. Kết quả tôi bồng con quay về nước. Lúc đó tôi rất sợ mẫu thân không tiếp nhận vì bà thuộc loại người quá xem trọng thể diện và có tính trọng nam khinh nữ ai ngờ mẫu thân đối với cháu cực kỳ thương yêu thực ra lúc bà ngoại còn sống mẹ tôi và bà quan hệ rất tốt đến nỗi khi bà qua đời rồi nhiều năm sau mẹ tôi vẫn còn nhung nhớ không nguôi có lần mẹ tôi mắng yêu cháu ngoại này không biết tại sao bà lại bị cái thứ Chó còn như cháu hớp hồn kia chứ. Trong khoảng thời gian này, do tôi cùng chồng liên tục tranh cãi, nên tôi không tha thiết gì tới tương lai. Tối đó tôi đang trực tại nhà máy phát điện. Trong lúc đàm thoại qua phone cùng chồng, lòng rất bực tức khó chịu. Tôi liền tắt phone, đi bật máy phát điện, và đột nhiên nảy ý muốn tự tử. Đây là khu công nghiệp điện áp cao, chỉ cần tôi đưa tay vào là có thể kết thúc cuộc đời chấm dứt mọi thống khổ hơn nữa hiện thời không có ai bên cạnh nếu có xảy ra chuyện thì mọi người sẽ tưởng là do tai nạn bất ngờ mà thôi như vậy con gái tôi có thể hưởng được một khoản tiền trợ cấp còn tôi thì cũng giải thoát tôi đang nghĩ như thế thì bỗng nhiên nghe ruột nóng điên cuồng không ngừng nhớ đến con vì vậy mà không thể hành động liều lĩnh. Nội tâm tranh đấu dằn co suốt hai tiếng. Cuối cùng dường như có một lực cản vô hình rất mạnh ngăn tôi lại. Tôi nghĩ đến con mình đã bất hạnh không được cha yêu. Nếu tôi mà chết rồi thì mạng nó mong manh như cọng cỏ. Thế là tôi lau nước mắt, vịnh tường, lão đảo bước ra ngoài như cái xác không hồn hôm sau mẹ tôi đột nhiên lo lắng hỏi tôi tối qua con không có chuyện gì chứ tôi cả kinh tưởng rằng đã bị bà nhìn thấu tim gan rồi nói cho qua dạ không chẳng có chuyện gì cả mẹ à nghe vậy mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm nói không có gì thì tốt rồi tại tối qua con bé cứ liên tục khóc thét không ngừng gọi mẹ ơi mẹ hỡi khiến ta cho rằng còn bị xảy ra chuyện gì rồi chứ tôi vội hỏi lúc đó là khoảng mấy giờ khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ nó không ngừng khóc gào gọi mẹ liên tục dỗ thế nào cũng không nín làm ta mệt chết đi được từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tôi ở trong nhà máy phát điện và đang có ý muốn tự tử đúng là tôi bị con bé kêu về bởi vì nó là đứa con đặc biệt vui vẻ dễ nuôi hầu như không hề bệnh mà cũng chẳng quấy rầy người hơn nữa tình huống nó kêu gào khóc lóc như vậy chỉ xuất hiện duy nhất có một lần đó thôi trước đây chưa từng có sau này cũng không hồi đó tôi đánh liều lưu thai nhi lại ai ngờ có ngày được cháu bé cứu mạng tôi còn tôi không có biểu hiện gì là thông minh nổi trội, trừ sở thích ưa mỹ thuật. Là gen di truyền cơ bản của cha mẹ ra, thì cháu chẳng có điểm gì xuất sắc đáng nói. Nó cũng không thừa hưởng ưu điểm hay sở trường nào của cha và mẹ. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng, vì sao phạm phu chúng ta lại căn cứ vào trí thông minh và sự xinh đẹp để phán đoán phúc quả sớm chiều của một người kia chứ? bởi có biết bao đứa bé mới đầu nhìn thấy thông minh lanh lợi nhưng sau này lại khiến cha mẹ chuốt lấy nhiều nghiệt chướng lo phiền. Đã có biết bao cô bé xinh đẹp nhưng sau khi lớn lên lại chẳng trốn thoát kiếp hồng nhan bạc mệnh. Hiện nay có rất nhiều thiếu phụ trẻ chung quanh tôi đang lo uống thuốc hoặc nóc thật nhiều rượu vì chẳng muốn lưu con. Họ khiến thân thể kém khỏe mạnh không tốt cho thai nhi rồi diện cớ sợ con chẳng đủ thông minh, thể trạng không bình thường. Họ nêu đủ lý do để có thể dễ dàng loại bỏ thai nhi, giống như tôi ngày xưa, suýt phá bỏ con vậy. Chuyện phẫu thuật phá thai nguy hiểm chẳng nói làm chi, vì bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là khi giết con, bạn không hề biết đứa bé bạn phá bỏ đó, vốn là người yêu thương nhất của đời mình, hoặc là người đem lại may mắn nhất cho bạn tôi nhớ lúc con gái tôi gần ba tuổi mẹ tôi muốn tôi tái hôn tôi không đồng ý nên chúng tôi cãi nhau việc này trôi qua ước chừng vài tháng một hôm con gái tôi ngồi chơi cùng bà nó bỗng nói bà ngoại xin đừng bức ép mẹ cháu nữa làm vậy cháu buồn lắm mẹ tôi nghe cháu nói chỉ biết rơi nước mắt sau đó bà bảo tôi Mày có đứa con như vậy Mẹ ha thực đỡ lo Sau khi quy y tam bảo Tôi dẫn con đi phổ Đà Sơn Nơi đây có thiền viện Mai Phúc nổi danh Ai cũng biết Trong đây có mấy vị sư nữ công phu tu Rất thâm hậu Hôm đó lúc tôi dẫn con lên đến nơi Thì gặp vị ni sư già Đang sửa nắng Bà nhìn thấy con tôi Thì liền gọi chúng tôi tới sau đó, nói nhiều câu rất cát tường. Còn sư phụ mà tôi quy y là một vị tỳ kheo ni khoảng mấy mươi tuổi, sư xuất gia từ bé và tốt nghiệp Phật học Viện Mân Nam ở Phúc Kiến. Suốt quá trình ở bên sư phụ, tôi nhận ra bà có thần thông, nhưng sư không bao giờ tự nhận là mình có năng lực phi phàm. Thế nhưng tôi nghĩ gì, sư đều biết hết. Sư luôn dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bé. Có lúc tôi không nhịn được, cứ than thở với sư là con bé khờ quá. Sư chỉ mỉm cười không nói gì, rồi sau đó hớm hỉnh bảo. Nếu như con không muốn nuôi bé, thì hãy cho ta. Mẫu thân tôi thường lén đi xem hậu giận cho tôi. Trùng hợp là có rất nhiều vị thầy đoán mệnh nổi danh đều phán. Còn tôi mang tài lộc tới mà kể ra cũng lạ khi tôi ôm con về nước một thời gian thì dễ dàng xin vào một đại xí nghiệp hơn nữa trước khi tôi đến làm thì cơ quan này không phát lắm nhưng từ khi tôi bắt đầu làm việc thì hiệu quả đột nhiên tăng cao nhờ vậy mà trừ lương tháng ra tôi thường xuyên được thưởng được hưởng chế độ ưu đãi có quyền mua những nhu yếu phẩm với giá đặc biệt Mặc dù tôi trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi con, nhưng kinh tế tương đối khấm khá. Đã có nhiều nhà tiên tri, bao gồm cả sư phụ tôi, đều nói hậu giận của tôi phi thường tốt. Thực sự tôi nghĩ, người thế gian nếu nói tuổi già tốt, thì đầu tiên phải căn cứ vào con cái tốt. Bởi vì chẳng sợ sự nghiệp không thành công, chỉ sợ con cái bất hảo đây mới là điều quan trọng khiến ta lao đao khó thể hạnh phúc tôi đem kinh nghiệm bản thân kể ra chia sẻ cùng mọi người mong rằng tất cả các thiếu phụ sẽ cư xử tốt với các mầm sống vừa tượng hình trong lòng mình các nước tây âu thường chỉ trích ta về vấn đề nhân quyền mới đầu tôi cũng cho đó là âm mưu chính trị nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế bởi khi tôi đi khắp các nước như Tân Gia Ba, Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai, dân dân, tôi chẳng thấy có quốc gia nào giống như đất nước chúng ta. Một đất nước mà ngay từ trên báo chí cho đến khắp hang cùng ngõ hẻm. Nghĩa là ở bất cứ đâu cũng trương quảng cáo, cổ suý khuyến khích, tán dương phá thai. Thậm chí còn khoe rằng phá thai không đau đớn gì làm sao mà không đau được chứ chưa kể đứa bé đến đầu thai ấy là người có duyên rất sâu với ta là máu trong máu thịt trong thịt cùng ta vậy mà ta đành đoạn đem chúng phá bỏ làm vậy cũng là đang phá luôn hạnh phúc của đời mình tôi hy vọng các nam nhân đọc đến bài viết này thì đối với gia đình nên có trách nhiệm với người vừa mang thai con mình nếu quý ông sống vô trách nhiệm thì không phải làm hại một đời người mà là hại tới hai mạng. Theo luật nhân quả dần xoay, những gì bạn tạo tác cuối cùng đều sẽ hoàn trả lại cho bạn. Xin đừng nghĩ là do mình mới mang thai, dù có phá thai đi thì chỉ là hòn máu nhỏ mà thôi. Thực ra khi phôi thai tượng hình là đã có thần thức, bé vẫn biết đau, buồn thương và giận ghét biết lo sợ khi nghe cha mẹ phá bỏ. Chỉ là không thể nói hay biểu lộ ra ngoài cho cha mẹ hiểu được mà thôi. Khi thai quá lớn mà bị phá bỏ, thì đầu mình từng cánh tay khúc chân bé bị cắt lìa để lôi ra, đầu đến xé lòng. Giết hại mạng sống tương đương tội giết người. Huống chi đó lại là đứa con cha mẹ nào đành tâm dương mắt nhìn con mình bị cắt xẻ đau đớn. Nếu bé chỉ là hòn máu, thì hòn máu ấy vẫn biết đau, biết thống khổ khi bị bức tử. Vì vậy, xin bạn đừng bao giờ phá thai. Thổ Đăng Hy